Vâng, tin hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lại lên nhanh, xả kho một số các mặt hàng mà em hôm nay giá rất là tốt luôn. Đấy, các bác cùng xem video. Xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng em nhớ cho em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên nhá. Nhớ cho em là mua hàng từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên, những cái mã hàng thanh lý, hàng giá giảm giá, xả kho rất tốt trong video này. Các bác cùng đón xem video. Sản phẩm đầu tiên hôm nay em xả kho cái mã đó là cái chai xịt hôi chân này. Đấy, chai xịt hôi chân dành cho bác nào mà hay đi giày riếc các thứ, đi tất rồi đấy, đi làm mình hay đi giày riếc nó hay bị hôi chân thối chân thì các bác mua trong cái lọ này về các bác xịt nhá. Đấy, con này mùi hương rất là thơm và nó chứa một cái hàm lượng nano bạc nhá. Đấy, nano bạc và khi mà các bác xịt vào thì nó rất là khô thoáng, dùng cực kỳ thích. Đây này, AG cộng nano bạc này. Đấy, nó sẽ tiêu diệt những cái vi khuẩn này, những cái con nấm bệnh mà nó gây hôi chân thối chân nhá. Đấy, và khi mà các bác xịt cái này mà các bác đi nó cảm giác chân của bác nó rất là bị nó cảm giác là rất là khô, khô chân thoáng chân, nó không bị hôi nữa các nhá. Dùng thích lắm cái này, em cũng đã dùng thực tế là dùng giấy rất là ok. Đấy, đi giá bình dân thôi. Hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước cái chai này đang bán là đi 40.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 20.000 một chai. Đấy, 20.000 cho một cái chai xịt hôi chân này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt hôi chân thối chân nhá. Giá đang gửi bác là 20k. Đấy, chỉ có 20.000 thôi. Giá này đang được giảm rất tốt luôn đấy. Đây các bác hướng dẫn sử dụng thì các bác chỉ việc là bình thường là các bác hay cầm như này các bác xịt đúng không? Đấy, nhưng mà xịt nó lại nếu mà các bác muốn xịt trong gầm giày thì các bác dốc ngược nó xuống, sau đó các bác ấn vào cái đế giày thì nó sẽ phun vào bên trong. Đấy, đúng như trên hình các bác đang coi này. Đấy, trên hình ở trên cái chai sản phẩm nó có này. Về các bác cứ dùng đúng thế là xong. Đó, lắc đều trước khi sử dụng nhá. 20k một chai, đang giảm giá xả kho rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt hôi chân thối chân nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, bình thường là các bác hay giặt giày là các bác cứ phải mang ra nước các thứ này, các thứ rồi là các bác mang ra tiệm các bác giặt, thứ nhất là vừa mất công, thứ hai vừa mất tiền. Mà đặc biệt là các bác giặt nước ấy, nghĩa là rất là nhanh hỏng giày, rồi là nó đợi nó rất là lâu khô. Thì các bác mua cho em cái chai xịt này về, nó là cái công nghệ giặt khô giày nhá, giặt giày khô, nó không phải là giặt giày dạng nước nhá, nó là dạng khô ạ. Đấy thì dùng thì các bác lắc đều lên, sau đó là các bác xịt trực tiếp vào đôi giày của bác nhá. Đấy, trực tiếp vào giày thì nó là dạng bọt nha. Đấy, trực tiếp vào cái bọt này vào đôi giày, sau đó các bác để nó tan bọt ra và các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm, các bác cọ đi. Đấy, cọ kết hợp cùng với cái bọt này. Đấy, thì nó sẽ đánh tan những vết bẩn nhá. Và sau đó là các bác dùng cho em một cái vải thật khô, cái vải thật khô thật là mịn nhá. Đấy, sau đó là các bác lau hết cái những cái bọt đi là rất là sạch luôn. Và cái đôi giày đấy là các bác sau khi các bác đánh rửa là các bác có thể dùng và các bác đi được luôn nhá, rất là nhanh tiện lợi, nó không bị ướt nhá, không bị ướt giày, không phải đợi chờ nó mất thời gian. Và cái con này nó mùi hương chanh. Đấy, mùi hương chanh rất thơm nhá, mùi hương chanh thơm lắm. Một chai này là 300 ml chuyên để các bác giặt giày dạng khô nhá. Đấy, giặt giày dạng khô thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai giặt giày khô. Đấy, chai giặt giày khô này, giặt giày khô bình thường là các bác hay giặt nước nhưng con này là chai giặt giày dạng khô, có thể sau khi giặt xong là mình dùng được luôn, xài luôn, không cần phải phơi phước gì cả. Giá hôm nay em xả luôn, bữa trước đang bán là 100.000 một chai, hôm nay em về đó mức giá rất dễ mua, 70k nhá, 70k một cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, về cứ làm như vừa nãy em hướng dẫn đấy, đây các bác xài thôi. Đây các bác cùng xem được tí video về sản phẩm này, dùng thích cực kỳ. Đây, xịt bọt lên các vết bẩn trên giày, sau đó là trà trong khoảng 5 đến 10 phút thôi là giày sẽ sạch lên rồi, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức thay vì phải giặt một đôi giày và chờ khô rất lâu. Thế này thì ngồi một lúc phải. Đấy, các anh nhìn này, đấy trước khi giặt này rất là bẩn nhưng mà sau khi giặt cái nhìn rất là mới luôn, sạch lắm. Cái này em xài rồi mà dùng thích cực kỳ luôn mà rất là tiện nhá. Các bác không cần phải đợi chờ gì đâu nha, chỉ việc là giặt sau đó các bác xài luôn. Đấy. Vệ sinh được 10 đôi. Một chai này đấy, dùng được rất trong ok khoảng 5 nhá. Lần vệ sinh. Đấy, rất ok. Rồi. Chai xịt giặt giày khô nhá, đang xả kho. Chỉ còn có là đi 70.000 một chai thôi, dùng rất là lâu luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũi vít V7 này. Đấy, em báo giá luôn nhá. Bộ này hôm nay cũng đang được giảm giá xả kho và bữa trước cũng đang bán hết hàng thì hôm nay hàng nó lại tiếp tục về này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái bộ mũi vít V7, nó sẽ gồm có là 7 cây thì em hay gọi là mũi vít V7 nhá. Em báo giá luôn. Bộ này thì bữa trước đang bán là như là cũng 90.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 60.000 một bộ thôi. 60.000 một bộ nhá. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu. Giá cực kỳ yêu thương. Để gửi tay bác nhỉ, bóc cho bác một bộ này. Một cái bộ này nó sẽ gồm có 7 cái đầu vít. Đấy, 7 cái đầu vít khác nhau. Đó, hàng này của nó hàng thanh lý siêu thị rất xịn sò. Đây, đó, 7 cái đầu vít khác nhau nhá. Cái đầu này dài, đầu nhất dài của nó rơi khoảng tầm là đi 15 này. Đây để em lấy thước em đo cho bác con. Đó thì cái đầu dài nhất của nó vào là 15. Đấy, 15 xong rồi đến khoảng tầm 12 này rồi là 9 này. 9. Vừa vừa đây có 7 này, 6 này. 4 này rồi là có 2 này. Nói chung là
nhiều cái chiều dài khác nhau lắm ạ. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 7 cái mũi nha. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái đầu vít nhá. Đây để em sắp vào nhìn cho nó đồng bộ như nó đẹp này. Đấy, nói chung là các bác mua bộ này về mà anh em gia đình này, đấy các bác sử dụng gia đình này, rồi anh em thợ thuyền xài cho em bộ này thì quá ok luôn. Đấy. Cái chân của nó sẽ là chân lục giác nhá, chân 635. Đấy, về các bác có thể lắp vào máy khoan bin, máy khoan cầm tay, rồi là những cái con mà nó hỗ trợ cái chân lục giác này các bác lắp vào nó rất là ok này. Đấy, lắp vào vừa khít khít luôn nhá. Chân 635 chân lục giác ấy. Đấy, và đây là những cái đầu đầu vít của nó, cái đầu vít của nó có những cái khe kẽ này này để khi mà các bác xoáy con vít nó không bị trượt các bác nhá. Đấy, bình thường là các bác xài những con vít truyền thống ở nhà là đầu nó phẳng lì luôn, các bác xoáy rất hay bị trượt đầu vít như con này này. Đấy, nó thiết kế những cái khe rãnh này, các bác xoáy không bị lo trượt đầu vít nhá. Đó thì một cái bộ này gồm 7 mũi vít như này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi, mà tội gì các bác không mua. Đấy, 2 4 6 7. Đấy, 7 đầu vít nha, nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, bộ này các bác mua thị trường khoảng tầm 150.000 cho đến 200.000 bộ luôn. Mình đem xả kho. Hàng là hàng ôm lô thanh lý này, giá nó rất là hạt rẻ. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Bữa trước đang bán là hết hàng đấy, không có hàng đều đâu ạ. Đấy, hàng thi thoảng nó về đâu ạ. Đấy, nên các bác bữa nào hôm nay các bác nào mà ưng thì chốt luôn này. Đấy, bộ mũi vít V7 nhá, sẽ gồm có là 7 đầu vít nha. Giá của nó sẽ là 60.000 một bộ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mã kìm chết của Filter này. Đấy, lâu lâu không quay bác sợ bác quên này. Đấy, con này thì giá cũng bình dân thôi, 80.000 một con này, giá quá hạt rẻ luôn. Các bác mua đâu một cái con hàng hãng của Filter này, hàng chuyên về đồ kim khí cho anh em sửa chữa đầu nghề này, rất nổi tiếng của Filter luôn. Đấy, hàng của Đức nha con nhá. Lên mã em sẽ cái con kìm chết Filter, con này thì giá bình dân 80.000 mã thôi, nhà em chỉ có duy nhất một mã kìm chết thôi nhá. Đấy, vì con này bán rất là chạy và cũng như là hàng nó dùng rất tốt mà giá nó hợp lý nữa, thì em bán chỉ có duy nhất một con này thôi. Đấy, nói chung em bán quá nhiều là không bác nào trêu này cả, dùng thích cực kỳ. Đấy, tay cầm đều bọc nhựa non này, chống trơn trượt. Đấy, và lò xo thứ này, rồi chất thép, sử dụng chất thép CRV nhá, siêu cứng cáp dây dẫn. Đó, phần ngàm này đó ok luôn, phần lò xo lõi, hàng cũng là hàng dạng 1 2 3 4 5, hàng dạng hàng 508 đấy, 508 là nhiều đấy, chứ còn bình thường các bác đi thị trường nó chỉ có 3 đinh tán này thôi. Đấy, nó rất ít đinh tán, nhưng con này nó sử dụng rất nhiều đinh tán thì nó gia cố nó sẽ chắc chắn hơn, các bác xài không lo nó bị gập gãy hay nhào cả, vấn đề gì cả, chắc chắn lắm. Đấy, đây hàng bọc rất chất lượng luôn. Đấy, ok rồi, 80.000 một con nhá, hàng của Filter. Đấy, các bác cứ gõ Filter thì có biết về cái độ nổi tiếng của công ty rồi, rất ok luôn, chuyên về đồ kim khí, đồ nghề cho anh em sửa chữa thứ rồi, rất nổi tiếng các bác nhá. 80.000 một cây kìm chết nhá. Nên mã cho cây kìm chết hoặc là nhiều bác trong Nam hay gọi là cây kìm bấm đấy. Đó, 80.000 một cây. Bộ lục giáp và bộ hoa thị của JT của USA thì bên em vẫn còn hàng nhá. Đấy, thì bên em đang có bộ lục giáp này và một bộ đó là bộ hoa thị, thì các bác lấy bộ nào được báo nha. Và bên em đang bán đồng giá, báo giá bác luôn là 50k một bộ này. Đấy, báo giá bác luôn là 50.000 nhá. Hàng của JT USA nhá, rất xịn sò ngon lành luôn. Đây, mở cho bác xem cái bộ hoa thị này. Xịn lắm, bộ này dùng ok, bán rất là nhiều, chất lượng, giá hợp lý. Đây, đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Một bộ này sẽ gồm có 9 cây, lục giác và hoa thị giống nhau nhá, cũng đều 9 cây. Đây, bộ lục giác này cũng 9 cây luôn này, đó, 9 cây. Còn đây là bộ hoa thị, thì các bác lấy bộ nào báo nha em nhá. Mã này là mã hoa thị này, nhớ giúp em là hoa thị nhá, hoa thị hoặc là bông, đầu bông ấy. Đấy, thì các bác, nhiều bác hay gọi trong Nam hay gọi là đầu bông, ở miền Bắc hay gọi là hoa thị. Đó, 50.000 một bộ thôi. Giá quá rẻ luôn, đầy đủ các cỡ về các bác xài, từ 1.5, 2, 2.5, 4, 3, đấy, cho đến 10 luôn nhá, rất đầy đủ. Bộ này cũng thế luôn này. Đấy, bộ này là bộ đầu lục giác, đầu bi này. Còn bộ này là bộ hoa thị này. Đấy, thì cứ bán đồng giá là 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ, các bác lấy bộ nào cứ báo nhé. Đó, lục giác, hoa thị bằng tiền nhau. Tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái bộ sạc của iPhone, thì đây, em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái bộ sạc iPhone, bộ sạc chuyên dùng cho máy iPhone nhá, giá em báo luôn 50.000 một bộ này. Đấy, hàng của Apple, hàng Apple nhá, bộ sạc của iPhone 50.000 một bộ thôi, giá rất hạt rẻ. Một bộ này sẽ gồm có cho bác là một củ và đi kèm là một dây nhá. Đây, một củ sạc này, đấy, một củ sạc nhá, đó, và đi kèm cho các bác là một cái dây cáp sạc. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho máy iPhone nhá, còn nếu mà các bác mà dùng máy Samsung ấy là không sạc ở đâu. Đấy, chỉ có chuyên dùng cho máy iPhone thôi, đến lúc về các bác lại dùng máy Samsung, các bác mua về các bác bảo là cắm không vừa. Đấy, thì em rất là áy náy. Đấy, thì các bác nhớ giúp em là chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Đấy, chuyên dùng cho máy iPhone, các đời iPhone từ iPhone 5 trở lên là dùng ok, iPhone 5 cho đến iPhone 14 đang là mới nhất rồi. Bộ sạc của iPhone nhá, 50.000 bộ này, bao gồm là một củ sạc và đi kèm là một dây nhá, 50.000 bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy vít này.
em báo giá luôn, lên mã cho em xem cái máy vít pin. Đấy, máy vít pin. Máy vít pin này thì giá bình dân thôi, 130.000 một cái máy này. Đấy, 130k một cái máy vít pin nha. Dùng cực kỳ thích luôn, xài gia đình này, anh em thợ thuyền dùng ok. Con này là ưu điểm của nó rất là nhỏ gọn này, mà thứ hai là nó chạy bằng pin nhá. Nó chạy pin thì khi mà hết pin các bác lại sạc vào các bác xài thôi. Và đi kèm với bên nhà xuất thì sẽ có tặng kèm thêm các bác là hai cái đầu vít nha. Đấy, một bộ của nó này. Và đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc này nữa. Đó, một cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc là cái nguồn chân USB. Nguồn về các bác cứ coi chân USB này, có cục sạc điện thoại 5V đấy, là các bác cắm vào, sau đó các bác cắm vào đây. Đó là cắm sạc nó thôi. Đấy, và lúc nào mà các bác dùng đầu vít nào các bác lắp vào đây. Đấy, và các bác xoáy lên. Đấy, có phần đảo chiều nhá. Xoáy vào này, xoáy ra này. Đấy, mỗi lần bấm là có điện báo đầy đủ hết luôn. Con này cái mô men xoắn của nó cực kỳ khỏe đây, em biết tay các con này. Đấy, đây em đang bóp tay rất chặt này. Đấy, mô men xoắn khỏe lắm, dùng thích lắm, khỏe cực kỳ, xoáy rất ok. Đấy, các bác xoáy những cái đồ gia dụng các thứ này, xoáy rồi là rất nhiều thứ khác nhau. Đồ điện, đồ gia dụng, đồ gia đình này, anh em thợ thuyền xoáy ok, nhẹ nhàng tình cảm nhá. Mang đi mang lại rất là tiện rồi là xoáy gia đình rất là ok. 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là máy vít pin. Đấy, có đi kèm là hai mút vít cả dây sạc các thứ luôn, là 130k một cái này. Tiếp theo thì về tiếp tục cho các bác cái mã đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật này. Đấy, lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá. Lọ này dùng thích lắm. Đó, đây. Lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật, một lọ này là 12 ml. Hàng này thì của thương hiệu là Roto. Roto được các bác nghe biết rồi, cái thương hiệu rồi, rất nổi tiếng, chuyên về những cái sản phẩm về thuốc bổ mắt, thuốc nhỏ mắt rất nổi tiếng trên thế giới rồi. Và đặc biệt là sản phẩm này đến từ thị trường của Nhật Bản các bác nhá. Đấy. Cái sản phẩm này chứa toàn bộ những cái vi chất, những cái thành phần rất bổ cho mắt, ví dụ vitamin E này, B6 này, natri là muối này, rồi là kali, rất bổ cho mắt luôn, rất tốt cho mắt luôn. Giúp hỗ trợ các bác này mắt sáng hơn này, mắt trong hơn này. Đấy, mắt đỡ đau này, rồi là tăng sức đề kháng cho mắt các bác nhá. Đó, thì một cái lọ này thì em báo giá luôn. Một lọ này thì sẽ có dung tích là 12 ml. Đấy, các bác xài được rất là lâu, 12 ml thôi. Nhưng mà mỗi lần các bác rõ 1-2 nhọt thôi, nhưng mà dùng rất là lâu luôn. Đó, thì giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái thuốc nhỏ mắt của Toro nhá các bác nhá. Đấy, Toro. À, Roto nhá các bác nhá, Roto. 60k một cái lọ thuốc nhỏ mắt này các bác nhá. Kem răng của Nhật này cũng tiếp tục hàng về nhá. Một lọ này thì sẽ có trọng lượng là 170g, xài cũng rất ok luôn. Đây, đấy, hàng của thương hiệu Santa, đó, đến từ thị trường của Nhật các nhá. Một lọ này là 170g, dùng thích cực kỳ luôn. Nó là dạng kem đánh răng muối nhá, rất tốt cho lợi níu của bác này. Đấy, các bác hay bị chảy máu chân răng này, đau lợi, đau níu, các bác xài trong cái dạng này dùng thích cực kỳ luôn. Đó, và nó có một cái vị mặn vừa vừa. Đấy, dùng thích, dùng nghiện luôn đấy. Các bác mà lâu lâu không đánh các bác nhớ vị luôn đấy. Cái này em đang xài mà dùng nghiện luôn, dùng thích lắm. Đánh cực kỳ sạch. Mà các bác đánh xong cảm giác các bác thoải mái, nhẹ mồm nhẹ miệng luôn. Mà đánh rất sạch luôn nhá. Đó. Kem đánh răng của Nhật nhá. Một típ này là 170g. Em báo giá luôn. Giá thì cũng đang gửi bác giá rất tốt, 60k một típ kem đánh răng của Nhật nhá. Đấy, 60k một típ nhá. Dùng thích cực kỳ. Chuyên dùng về cho dòng kem răng của Nhật nhá, dùng thích lắm. Mỗi lần có khi em bán cả 5-7 lọ một ấy, bán được dã man luôn. Đấy, các bác dùng phản hồi rất ok. Rồi, tiếp theo thì em về thêm cho bác đó là cái mã bàn chải điện này. Đấy, bàn chải pin các nhá, bàn chải điện, bàn chải pin ấy. Đó. Con này bán khá là nhiều. Dùng hay lắm. Nó sử dụng cái dòng sóng siêu âm nhá, nên khi mà các bác đánh rất sạch luôn. Đấy, đánh rất sạch luôn. Bình thường những cái con bàn chải bình thường là các bác cứ hay dùng để chà chà, nhưng con này nó là sử dụng cái dòng sóng siêu âm. Nó cái độ rung của nó lên đến là 32.000 vòng trên một phút này. Đấy, độ rung cực kỳ khỏe luôn. Tí nữa em sẽ test cho bác coi. Nó rung, nó đánh tan những cái phần mảng bám ở trên cái phần răng lợi của bác nhá, giúp răng lợi của bác sạch hơn. Đấy, mà nó kiểu đánh khoa học đời mới. Đấy, giúp bình thường là các bác hay dùng những cái bàn chải kia các bác đánh nó rất hay bị xước lợi, chảy máu chân răng, nhưng các bác chuyển sang dùng cái bàn chải này là cái vấn đề chảy máu chân răng thứ là nó không còn nữa luôn. Đấy, mà nó sử dụng dòng sóng siêu âm thì nó rất là tốt các nhá. Đấy, đóng đánh không bị lo xưng lợi xước lợi. Đây thì một cái bộ này sẽ đi kèm bác là 4 cái đầu bàn chải luôn này, 4 đầu bàn chải này, một cọng dây cáp sạc nhá, một cọng dây cáp sạc và một cái thân bàn chải này. Thì đây em sẽ tiến hành lắp cho bác coi. Đấy, về các bác lắp nó vào này. Đấy, và lúc nào mà các bác muốn sạc thì các bác rút cái ra, cắm cái sạc này vào. Đấy, rồi các bác xài thôi. Đi kèm nó sẽ có cái dây sạc này. Đấy, sử dụng nguồn điện 5V nhá. Về các bác có những cục sạc điện thoại cắm vào là sạc. Con này các bác sạc một lần xài chắc về cả nửa tháng luôn. Pin trâu lắm. Pin trâu cực kỳ. Đấy, đây. Đó.
chạy này. Đó thì con này nó sẽ có rất nhiều chế độ khác nhau nhá các bác nhá. Rất nhiều chế độ khác nhau. 1 2 3 4 5 6 7 này. Đấy, rất nhiều chế độ khác nhau nhá. Thì các bác xem phù hợp cái chế độ nào thì các bác đổi qua cái chế độ các bác dùng nhá. Nó có chế độ là rung mạnh, rung nhẹ, rồi là rung giật lên này, là rung giảm đi các thứ dần, thì nó nhiều chế độ đây. Thì về các bác cứ xem phù hợp chế độ nào thì mình bấm sang chế độ đấy các bác xài nhá. Đấy, và đây các bác muốn tắt thì các bác giữ lì, muốn bật thì các bác bấm một lần. Đấy, còn bấm chuyển chế độ các bác bấm nhiều một lần nữa, còn muốn tắt thì giữ lì cho. Đó, và đây sẽ test bác về cái độ rung của nó này. Con này rung khỏe lắm. Đấy các bác nghe này. Đấy. Các bác không cần phải đánh, bình thường là các bác cứ phải di đi di lại răng răng nhá. Đây con này các bác chỉ việc dí vào răng này thôi. Đấy là nó sẽ có lợi dụng cái sức rung, cái độ rung sóng âm này thì nó sẽ đánh tung màng bám nhá. Đấy dùng thích lắm. Đấy, đây. Đấy, những cái chế độ này bên dưới nó giảm đi này. Đó. Đó, thấy không? Đấy, mạnh nhất này. Đấy, các bác nghe tiếng không? Đó, rồi, đấy là về cái độ rung của nó nhá, dùng thích cực kỳ. Đó thì em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ được cái bàn trải điện nhá, bàn trải điện. Giá của nó thì độ rung lên đến 32.000 vòng trên phút này, bàn trải điện này. Giá của nó sẽ là 60k, đấy 60.000 một cái bộ này. Đấy, dùng thích cực kỳ luôn. Em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái đèn học chống cận này. Đấy, đèn học chống cận về các bác sử dụng cho các cháu nhà mình về học tập này. Đấy, rồi là ví dụ các bác làm việc cũng ok, dùng con bóng này rất ok luôn. Ánh sáng phù hợp với lại mắt cũng như là chống cận nhá, rất là tốt luôn. Giá thì em báo luôn nhá, giá thì siêu bình dân luôn, hạt rẻ luôn. Lên mã rồi em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận. Giá của nó sẽ là 70.000 thôi, 70.000 một chiếc đèn học chống cận nhá. Đó, 70k. Mà cái con này rất hay là nó có cả pin sẵn luôn nhá, tích điện được luôn. Ví dụ như là trong trường hợp bắt đầu đang vào mùa mất điện rất là nhiều, đặc biệt là miền Bắc hiện tại đang mất điện rất nhiều. Đấy, ví dụ các bác dùng cái đèn này làm cho các cháu nhà mình học này, rồi là ví dụ như là mất điện, các bác có thể dùng mang cái con đèn này các bác soi sáng ok luôn. Đấy, học tập làm việc soi sáng nhà cửa cũng ok. Đấy, trong những trường hợp mà mất điện này nhá. Đấy, đây, bỏ cho bác coi hàng mới như hộp luôn. Kèm sẽ có là cái dây cáp sạc này để các bác sạc tích điện cho cái con đèn này nhá. Và đây là nhân vật chính này, đèn này. Đó. Về các bác mở nó ra, đấy, nó có thể gấp gọn với nhau và lúc nào dùng được các bác mở ra. Cái phần cánh này các bác có thể xòe ra này, đấy cụp vào này. Đấy tùy chỉnh nhá các bác nhá, tùy chỉnh có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Đấy cụp lên cụp xuống rất hay luôn. Thiết kế rất chắc chắn nhá. Đây giờ em sẽ bật đèn bác coi. Con này thì cái thao tác bật nó rất là dễ thôi. Các bác chỉ việc là chạm tay về cái nút, cái biểu tượng này các bác bấm này. Đấy, nó sẽ lên nhá. Con này sẽ có là những cái cấp độ sáng 1 2 3. 2 3. Đấy, nó sẽ có một cấp độ sáng là 2 này, 3 này. Đấy, ánh sáng vừa đủ để các bác học tập làm việc. Mà cái ánh sáng của nó là cái ánh sáng trung tính nên là khi mà các bác sử dụng, các bác làm việc với cái đèn này nó không bị đau mắt. Bình thường là các bác hay dùng những cái con đèn LED các thứ giờ thì các bác sử dụng ấy nó rất là hại mắt quá. Đấy thì các bác sử dụng cái con đèn học nha, chuyên để học tập và làm việc mà, nên là cái ánh sáng nó sẽ khác, nó rất là tốt cho mắt nhá, nó không bị hoa mắt hay nó bị đau mắt mà. Đấy các bác dùng cái đèn là rất hay luôn. Đó. Và cái nút này đây này, đấy, cái nút này là cái nút chạm như kiểu cảm ứng nhá. Đấy, các bác cứ bấm này nó lên thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái này, sạc này vào. Nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn DC 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái những cái chân cổng USB các bác cắm vô đấy là các bác có thể sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy, và khi mà sạc đầy thì các bác lại lôi cho các bác xài có thế thôi. Đấy, và đi kèm đây nó cái này nó còn có cả cái hộp đựng bút đây này. Đấy, để em lắp cho các con. Đây, đấy thì có cả cái hộp đựng bút nhá. Đấy thì về các bác dắt vào sau này. Đấy, ví dụ như lúc nào mà có bút biếng thứ ta. Đây, ví dụ đây em đang có bút các bác bỏ luôn vào đây cho em. Thế là xong ok nhá. Đấy, vào đây đèn này. Thao tác một chạm này, rất sáng luôn, ánh sáng rất sáng nhá. Vừa đủ để các bác thoải mái tâm làm việc luôn. Đấy để bàn học có thể bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Đấy, ngửa lên cụp xuống ngon này kìa nào, rất chắc chắn ok luôn. 70k nhá, lên mã giúp em xem cái đèn học chống cận nhá, có tích điện có nhá, có tích điện, dùng trong trường hợp mà là mất điện mất bóm cái thứ là các bác xài ok luôn. 70k một chiếc đèn học này. Đấy, nói chung là giá nó quá bình dân, hạt rẻ luôn mà sản phẩm rất là chất lượng luôn. 70k đèn học chống cận. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng này. Lên mã xem cái móc khóa hình con rồng. Đấy, năm nay năm con rồng mà, thì các bác mua cho em cái móc khóa hình con rồng về rất là ok luôn, may mắn rồi là mọi sự thuận lợi suôn sẻ này, rất đẹp luôn. Đấy, thiết kế là mạ vàng nhá, mạ vàng. Đấy, đây hình rồng rất đẹp luôn. Đó, và đây có phần móc này, về các bác có thể móc đồ, móc chìa khóa rồi làm đồ sưu tầm trưng bày rất là đẹp luôn. Giá thì bình dân thôi, 25.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái móc khóa rồng nhá, móc khóa rồng. Đấy, hình con rồng này,
về các bác dùng để móc khóa móc đồ thứ ra 25k một cái thôi, 25k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là móc khóa rồng 25.000 một cái nha. Mạ vàng rất là đẹp luôn, sáng trang luôn này. Đó, rất đẹp, chất lượng nha. 25k một cái. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái miếng dán con mèo thần tài này. Đấy, miếng dán mèo thần tài. Hiện tại em sẽ bán theo một một con này là 10.000 nhá. Đấy 10.000. À xin lỗi bác là 5.000 thôi. Đấy, ví dụ về các bác có thể dán vào điện thoại này, này đây. Thì em đang dán vào điện thoại này. Đấy, đem lại sự thuận lợi cho công việc này. Đấy, làm ăn phát tài phát lộc nhá. Đó. Thì lên mã nha, em sẽ cái miếng dán mèo thần tài. Một miếng dán mèo thần tài này đang có giá là đi đây một miếng nha. Đang có giá là chỉ có 5.000 thôi. Đấy, cái này thì bán thêm cho bác để các bác có đồ các mua thêm. Đấy, 5k miếng đúng nhá, 5k một miếng. Lên mã em cho cái miếng dán mèo thần tài nhá, 5k. Về các bác dán vào đồ vật đem lại sự may mắn này, làm ăn thuận lợi này. Đấy, tiền vào như nước luôn. Về các bác có thể dán vào điện thoại nhà chẳng hạn này. Đấy, vừa đẹp vừa nói chung là nó nhiều cái hay lắm ạ, nhiều hay lắm. Đó. Miếng dán mèo thần tài là 5.000 nữa nhá. Còn móc khóa rồng đang gửi bác là 25k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái vỉ pin 3 chữ A này. Đấy, vỉ pin này về các bác lắp vào điều khiển các thứ này. Đấy, nó là dạng pin 3 chữ A nhá. Về thì nhiều bác cứ hỏi em là cho bác một vỉ pin. Đấy, cho bác một vỉ pin nhưng mà em không rõ là các bác dùng cái pin mà nó có mấy chữ A, thì các bác về các bác nhìn giúp em là cái pin mà nhà các bác đang xài nó có mấy chữ A là các bác xem là chuẩn luôn. Đấy, bình thường thì tại em đang có hai cái mã pin tiểu là mã một mã là 2 chữ A này. Đấy, 2 chữ A là cái mã pin to đấy, còn cái mã pin nhỏ của nó sẽ là 3 chữ A. Đấy. Hoặc là các bác có thể phân biệt một màu, cái màu của cái pin to sẽ là màu vàng và cái pin nhỏ này sẽ là màu xanh thôi nhá, màu xanh. Thì tại em đang bán là đồng giá một vỉ nha. Là 30.000 nhá, 30.000 một vỉ là 4 viên pin. Đó. Thì cái pin này là trước là nhiều bác là đã mua sạc rồi và cũng rất nhiều bác hỏi là muốn mua thêm pin nhưng mà trước là nó chưa có hàng. Thì đây đợt này nó về thêm hàng để gửi bác đây. Thì lên mã giúp em sẽ là cái vỉ sạc pin tiểu nhá. Đấy, lên mã nha, cái vỉ pin tiểu để các bác dùng để về sạc để mình dùng nhá. Thì cái pin này là hay của sản phẩm này là về là các bác có thể sạc được không nhá. Đấy, có thể sạc được luôn. Về các bác lắp vào cái bộ sạc nhà mình là các bác sạc thôi. Sạc đầy thì các bác lôi ra các bác xài. Đấy, khi mà hết thì các bác lại cho vào các bác sạc nhá. Đấy. Và nó rất là giá nó rất là bình dân, nó chỉ có 30.000 một vỉ thôi. Đấy, 30.000 một cái vỉ pin tiểu nha, 30k nhá. Thì sẽ có hai mã pin là pin 2 chữ A và mã pin 3 chữ A nhá. 3 chữ A là pin nhỏ, còn 2 chữ A là pin to. Đó. Về các bác lắp vào sạc là các bác xài. Đấy, lắp vào thiết bị đồng hồ các thứ này, điều khiển này. Khi nào mà hết ý, thì các bác lại lôi ra. Đấy, các bác lắp vào cái bộ đốc sạc nhá. Và lúc nào mà đầy thì các bác lại lôi ra các bác xài thôi. Đấy, bình thường là những cái dòng pin kia, pin bình thường ấy. Đấy, ví dụ như là cái pin ví dụ như những cái pin bình thường này các bác mua thị trường rất là nhiều này. Những cái pin này thì các bác dùng hết là các bác bỏ luôn. Đấy, mà bỏ thứ nhất là rất là lãng phí và thứ hai là gây hủy hoại môi trường nhá. Thì các bác mua cho cái pin này về. Đấy, vừa thân thiện vào môi trường nhá. Mình dùng là mình có thể tái sử dụng được và nó được lâu ạ, được lâu và thứ hai là tiết kiệm ạ, tiết kiệm. Đó, thì một vỉ này chỉ có 30.000 thôi mà 4 viên luôn và có thể sạc được nhiều lần các bác nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lắp vào cái đốc sạc các bác xài. Cái sạc này chắc này em nghĩ là rất nhiều bác mua bên em rồi nhưng mà bữa trước là nhiều bác hỏi là không có pin lẻ, thì đây đợt này về cái lô pin lẻ này là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đồng giá là cứ 30.000 một vỉ nhá. Pin 2 chữ A và pin 3 chữ A thì các bác lấy mã nào được báo nha, pin xanh hoặc là pin vàng. Đồng giá là cứ 30.000 một vỉ 4 viên. Một số cái mã sản phẩm về đồ kim khí này các bạn. Đó, thì đây lên luôn cho bác đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn của Kabushi. Em báo giá luôn, cái cây kéo tôn hiện tại em gửi bác giá sẽ là đi 160.000 một cây nhá, 160.000 một cây kéo cắt tôn của Kabushi này. Về thì các bác chuyên dùng để cắt tôn. Đấy, cắt tôn lá, tôn các thứ cả. Bây giờ cắt lá thép rất sắc bén luôn. Con này thiết kế một cái góc vát 45 độ nhá. Bình thường là các bác cắt những con kéo kia này các bác có phải lách lách, nhưng con này cắt nó như kiểu là cắt giấy luôn, nó rất là ngọt và nó có cái lò xo trợ lực này. Các bác bóp vào, còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ nhả ra các bác nhá. Đấy, mình chỉ việc bóp vào thôi, còn khi mà nhả ra nó sẽ có lò xo nó đẩy luôn. Đấy, giúp các bác làm việc các thứ là nó nhanh hơn. Đấy, trợ lực tốt hơn các nhá. Đây. Cắt thử bác coi này. Con này cắt thì siêu ngọt luôn, các nhìn này. Đấy, cái này em đang cắt giấy nhá các nhá, chứ còn các bác mà cắt tôn thì nó
nó cứng này các bác, còn dễ cắt nữa. Đây đây đang cắt giấy này đấy, rất ngọt ngào luôn đó. Đây lưỡi thì siêu sắc bén, cái này em bán cực kỳ nhiều rồi mà các bác, đặc biệt là các bác thợ rất là khen con này, cắt ngọt ngon và dễ cắt nhá. Cây kéo cắt tôn của Kabushi nhá, 160.000 một cây, 160.000 một cây. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái này là cái mã kìm cắt ống nước, kìm cắt ống nước nhá, về để về các bác thợ thuyền anh em sửa chữa điện nước. Đấy, rồi các bác gia đình mình thi thảo mình có sửa nước điếc có thứ rồi, bình thường là các bác cứ phải dùng cưa dùng kéo thứ, các bác cắt rất là mất thời gian, nhưng con này các bác chỉ việc cho đây các bác bấm em này. Đấy, các bác cắt nó rất là ngọt luôn. Đấy, cắt cực kỳ ngọt nhá. Đấy, mà cái đường ống các bác cắt ra nó rất là mịn các bạn. Đấy, cắt nó rất là mịn. Đây nha, em sẽ cắt bác coi. Đấy, đây các bác cứ để đây thôi. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đấy, bấm này. Đó đây. Đó, thấy không? Đấy, cắt rất ngon này, mà cái đường ống đi rất là mịn này. Nó không bị những cái ba via bình thường các bác hay cắt cưa các thứ, nó bị cái ba via các bác phải đi mài miếc rồi làm vệ sinh nó sạch sẽ trước khi mà các bác bôi keo, nó rất là mất công mất thời gian. Các bác mua này con này cắt rất là ngon, ngọt dễ cắt nhá, mà nói chung là cái sản phẩm rất là ok, dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Con này là cắt được cỡ ống lớn nhất là từ 42 nhá, từ 42 trở về, tức là các bác cắt làm sao mà các bác cắt là cỡ ống lớn nhất là từ 42 trở về. Đấy, 42, 27, 21 các thứ, 34 là các bác dùng con này chiến thoải mái luôn. Nói chung là những dòng ống phổ thông gia đình điện dân dụng mà các bác xài em con này là quá hợp lý rồi đó. 100.000 một cây nhá, lên mã cho em sẽ là cái cây kéo cắt ống nước 42 nhá, kéo cắt ống nước 42, giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k một cái cây kéo cắt ống 42 nha. Đấy, cắt từ ống 42 trở về nhá, 100.000 một cây. Bộ lấy ống gãy này, đấy, bộ lấy ống gãy 5 mũi này cũng của Kabushi. Đấy, bộ này là chuyên để các bác lấy ống gãy nhá, giá nó thì bình dân thôi, 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Đấy, những cái con ốc gãy các thứ rồi thì các bác xài nha bộ này. Đấy, về các bác có những con ốc gãy là bình thường là nó có những cái bu lông thứ các bác siết vào để các bác xoáy ra, như đây bình thường các bác xoáy nó gãy bốn cái đầu bu lông rồi, các bác không thể làm gì được, để các bác lôi cái này ra thì các bác khoan cho một cái lỗ, sau đó các bác đóng cái con này vào. Đấy thì nó tạo cái cơ chế hoạt động của nó là cái dạng gen ngược, thì khi mà các bác xoáy ra thì nó lại càng găm vào, và các bác càng xoáy nó càng găm vào thì nó sẽ lôi được cái con ốc gãy lên, rất là hay luôn. Đó, hàng của Kabushi, một bộ lấy ốc gãy này sẽ là 5 mũi thôi nhá, 5 mũi với mức giá là đi 30.000 thôi, 30.000. đây ở đây nó có hướng dẫn này. Đấy, bình thường là các bác làm gãy con ốc này, đấy thì các bác sẽ khoan ra một cái lỗ này, sau đó các bác dùng cái mũi nó tương ứng với lại cái con ốc các bác đóng nó vào. Đấy, và các bác dùng cái con cà lê mỏ lết các thứ rồi các bác xoáy cái con này ra. Đấy thì nó theo cơ chế gen ngược thì nó sẽ lôi được con ốc kia lên, rất là hay nhá. Bộ lấy ốc gãy 5 mũi nhá, 5 mũi thì to nhỏ 30.000 một bộ. Tiếp theo thì hôm nay bên shop ôm lô. Đấy, ôm được một cái lô mũi vít hàng thanh lý cửa hàng nhá, hàng thanh lý cửa hàng rất xịn luôn. Một cái bộ mũi vít bao gồm là 7 cây nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ mũi vít V7 nhá. Đấy, mã của nó sẽ là V7, với mức giá thì tại em đang gửi bác giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 60.000 một cái bộ mũi vít này thôi, 60.000 một bộ, bao gồm là 7 cây vít nhá. Đấy, 7 cây vít và đầu của nó sẽ là đầu chuôi lục giác, để về các bác có thể lắp vào máy khoan pin các thứ cho em thoải mái luôn. Đó thì nó sẽ gồm có là một đầu dài nhất là 15 cm này, đầu thứ hai là 12 cm, đầu thứ ba là 9 cm này, đầu thứ tư là 7 cm, thứ năm là 6 cm, đầu thứ sáu là 5 cm, và đầu cuối cùng đấy, đầu thứ bảy là 2,5 cm nhá. Đấy thì các bác mua một bộ này về là các bác xài là đa di năng luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền này, rồi các bác sử dụng gia đình xoáy cho em tất cả các loại ốc luôn. Và đầu của nó sẽ là đầu bốn cạnh nhá. Đấy, đây đầu của nó sẽ là đầu bốn cạnh như này. Đấy, đầu bốn cạnh, và ở đây nó thiết kế là cái dạng rãnh này, để khi mà các bác xoáy là nó không bị trượt quá nhá, nó không bị trượt ốc. Bình thường là các bác hay xoáy những cái dạng ốc thường là nó không có những cái rãnh này đâu. Đấy, nó không có những cái dạng taro các thứ này, cái gen này nó lên này. Đấy, các bác xoáy rất hay bị trượt ốc, nhưng mà con này này nó thiết kế dạng sọc sọc này. Đấy thì khi mà các bác xoáy nó không bị trượt ốc nhá. Đấy, không bị trượt ốc. Và đây chân của nó sẽ là đầu của nó sẽ là đầu chua lục giác nhá, đầu PH2. Đấy, nên là về các bác cắm vào những cái con máy khoan pin, rồi là những cái con nó có cái chân lục giác, các bác cắm vào là các bác xoáy ok luôn, lắp vào máy khoan pin ok nhá. Đấy thì chắc em cũng nghĩ là nhiều bác hỏi là có bán lẻ mũi không, thì các bác thông cảm cho em nhá, vì hàng này là
À, hàng bên em ôm lô thanh lý cửa hàng nên là hàng nó theo bộ rồi. Đấy, theo bộ sẵn rồi nên là bên em không tách nữa nhá. Bán là bán một phát cả bộ luôn. Vì giá nó rất là hạt rẻ, giá nó chỉ có 60 ngàn thôi. Giá siêu hạt rẻ bình thường các bác ra cửa hàng cửa hiệu hoặc là những cái chỗ khác. Người đang bán một cái bộ này ít nó rơi khoảng tầm 100 3 cho đến 150 một bộ các bạn. Đấy, bên em thanh lý cái lô này nó chỉ có 100 à nó chỉ có 60 ngàn một bộ thôi. Đấy, thanh lý giá siêu lỗ luôn đấy các bạn. Đấy, siêu lỗ luôn. Bộ mũi vít V7 nhá, bao gồm là 7 cây từ ngắn đến dài. Đấy, từ ngắn đến dài nhá, đầy đủ luôn. 15 12 9 7 6 5 2.5 các bác nhá. Đấy, với mức giá sẽ là 60k. Đây, các bác cùng xem lại một lần nữa này. Rất đẹp luôn nhá, một bộ mũi vít này mà chỉ có 60 ngàn thôi. Giá siêu tốt, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn. Cái này thì số lượng hạn không nhá, chắc chỗ này khoảng tầm 50 bộ nó không có nhiều đâu ạ. Đấy, các bác tranh thủ mã nào ưng cái mã này hoặc anh em thợ thuyền làm nghề, nói chung là nhìn cái bộ mũi vít này rất là ưng rồi. Thiết kế cực kỳ đẹp chắc chắn mà chỉ có 60 ngàn một bộ thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng về cái bóng đèn 4 cánh này. Đấy, tiếp tục về cái lô bóng đèn 4 cánh rất là hay nhá, về các bác sử dụng thắp gia đình. Đấy, rồi là những cái chỗ mà không gian rộng các bác lắp treo quả này rất sáng luôn các bạn. Đấy, đây khi mở ra thì nó như một chiếc quạt trần thế này. Đấy, nó sẽ có 4 cánh và một cái chóa ở giữa thì nó sẽ sáng 4 cánh nhá và một cái chóa ở giữa luôn. Nói chung là cái dòng này thì siêu sáng rồi, về cái chất sáng nó rất là sáng luôn. Công suất nó sẽ là 100W nhá, và ánh sáng nó sẽ ánh sáng màu trắng, sử dụng điện 220. Đấy, đây đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, nên về các bác sử dụng những cái đuôi phổ thông nhà mình nó ok rồi. Đấy, xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình là xài thôi. 220V nhá, công suất là 100W nhá, rất là sáng luôn. Các bác cần những cái không gian rộng, các bác cần những cái quả bóng nó sáng hoặc là ví dụ nhà cửa nhà mình như rộng cần một quả bóng nó sáng thì các bác mua cho em quả này về dùng rất ok. Cái này thì trước em bán rất là nhiều này. Đấy, nhưng mà đợt này nó về cái lô này với mức giá thì nó siêu tốt luôn, nó chỉ có 90 ngàn một quả thôi. Đấy, 90 ngàn nhá. Dòng này sử dụng dòng chip led siêu sáng, rất tiết kiệm điện, cầm một quả bóng chắc nịch luôn. Đấy, từ cái phần thiết kế các thứ rồi. Đấy, rồi là phần bản lề thứ là thiết kế rất là chắc chắn, cầm quả bóng nặng trịch, rất là nặng luôn. Đấy, lên mã giúp em sẽ là bóng đèn 4 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 4 cánh công suất là 100W nhá. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 90 ngàn một quả nhá, 90 ngàn một quả thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 90k. Sử dụng dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện. Đấy, công suất 100W nhá, cho mức ánh sáng rất sáng và rất là rộng luôn. Đấy, cái này thì trước em cũng hay xài những quả này em lắp để em quay này, nhưng bây giờ thì em nâng cấp lên. Đấy, thì em lên cái con 8 cánh, còn những con 4 cánh này các bác xài gia đình con này thì rất là hợp lý rồi. Đấy, vừa làm đèn trang trí nó như kiểu một chiếc quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng luôn. 90 ngàn một quả nha, bóng đèn 4 cánh. Tiếp theo thì lại về đèn đèn đuổi muỗi nha, đèn đuổi muỗi. Đấy, hiện tại thì muỗi đang vào mùa, rất nhiều muỗi luôn. Thì các bác mua ngay cho em cái con đèn đuổi muỗi của Hacker này về, cực kỳ nhạy luôn nhá. Những chỗ nào nhiều muỗi các bác cứ cắm em cái là khoảng tầm vài phút sau là cái tinh dầu nó bốc lên cái là muỗi chạy hết luôn. Cái này thì nó dùng để đuổi muỗi nhá, chứ không dùng để diệt muỗi đâu ạ. Nó chỉ có đuổi muỗi đi, nó chạy ra là chỗ khác. Nói chung là trong cái khu vực mà các bác cắm cái đèn này, đấy, ví dụ như là bắt đầu chập tối các bác cắm cho em, đấy, thì khoảng tầm vài phút sau kia tinh dầu nó bốc lên là muỗi nó sẽ sợ chạy hết luôn, rất là nhạy luôn. Đấy, thì đây một cái bộ đèn bắt muỗi này bao gồm là một đèn và một lọ tinh dầu, với mức giá thì bên em gửi bác giá rất là rẻ bình dân, nó chỉ có 60 ngàn một bộ thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn đuổi muỗi nhá, đèn đuổi muỗi này, đèn đuổi muỗi của Hacker nhá, hàng của Hacker, hàng hãng của Hacker đấy. Đấy, với mức giá là đi 60k nhá, 60k bao gồm là một thân đèn và một lọ tinh dầu các bác nhá. Còn nếu mà các bác xài mà các bác xài nhiều muốn mua thêm tinh dầu thì hiện tại bên em có bán kèm thêm. Đấy, thì một lọ tinh dầu đổi mỗi nhà thì sẽ có giá là 20.000 một lọ nhá. Lên mã cho em sẽ cái lọ tinh dầu đổi mỗi này. Tinh dầu đuổi mũi 20k một cái lọ tinh dầu đuổi mũi nhá. Đấy, 20k một lọ. Hàng này thì không mùi các nhá. Đấy, không mùi và rất là an toàn thân thiện với con người nên là các bác yên tâm dùng, ví dụ nhà có trẻ con dùng thoải mái luôn. Và một cái lọ này là các bác xài được là 480 tiếng này, rất là lâu luôn. Đây, em hướng dẫn các bác cách các bác xài lắp đặt luôn nhá. Thì về các bác lấy cho em cái này ra. Đấy. Và lấy cho em cái lọ tinh dầu ở trong hộp ra này. Các bác mở cái này ra. Xoáy cái nắp này ra. Đó. Sau đó các bác lấy cái đèn, các bác ở đây nó có cái bấc rồi này, đấy, nó có sẵn cái bấc rồi, các bác xoáy nó vào, đấy, xoáy vào đây, các bác cắm vô đây và các bác xoáy vào này, đấy thì khi mà đốt
nó đốt nóng cái bấc này thì nó sẽ cái tinh dầu nó sẽ hút lên và nó cứ thế là nó bốc luôn thôi. Đấy. Và đây là cái nút công tắc bật tắt này, cắm trực tiếp điện 220, sau đó các bác bật công tắc xem là các bác xài lúc nào không dùng thì mình có thể tắt đi, ví dụ là tối các bác bật lên, ban ngày các bác tắt đi, thế là ok. Đó. Một bộ này bao gồm là một đèn và một một cái đèn này bao gồm và một cái lọ tinh dầu là giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Lên mã cho em xem cái đèn đủ muỗi nhá. Đấy, bắt đầu đang vào mùa muỗi, dùng cái này rất là nhạy luôn. 60.000 một bộ nhá. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu thì tại em đang bán thêm cho bác một lọ tinh dầu cũng của hãng đấy luôn. Thì sẽ là 20k một lọ tinh dầu đủ muỗi nhá, 20k một lọ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cà mèng. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam thì nhiều bác hay gọi là cà mèng hoặc là miền Bắc hay gọi là cặp lồng nhá, cặp lồng. Em báo giá luôn, 1,6 lít nhá. Giá nó sẽ là 120.000 một cái cặp lồng nha. Hàng cũng của Hàn Quốc này. Đây, dung tích 1,6 lít nhá các bác nhá. 1,6 lít. Em mở ra bác còn một cái này, rất chắc chắn luôn. Chất liệu toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Dùng an toàn, đó ok. Thì sản phẩm đây sẽ gồm có là một chiếc nắp này. Đấy, cái nắp này thì khi mà các bác mở ra thì nó sẽ thành một chiếc bát luôn. Đấy, các bác ngửa lên như này, bình thường là các bác úp xuống thì nó sẽ là một cái nắp đậy cho cái cặp lồng này. Còn nếu các bác mở lên thì nó sẽ thành một cái bát nhá, để các bác có thể ăn uống ở đây trực tiếp ở đây được luôn. Đấy, rất sạch sẽ, ok này. Đi kèm bên trong này thì sẽ có là hai cái khay. Đấy, hai cái khay để các bác đựng đồ ăn các bác mang đi làm. Đấy, dành cho học sinh sinh viên này, rồi các bác làm văn phòng công trình công trường hoặc các bác mang cơm cho người bệnh các thứ rồi. Đấy, mang cơm vào bệnh viện các thứ rất ok. Đấy, đựng cơm đựng canh vào đây các bác xách đi là ok. Có phần quai xách nhá, thiết kế rất chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ dày dẫn chắn luôn, inox 304 rất xịn sò. Đấy, có cả nắp niếc thứ đi kèm, các bác chỉ việc là mang đồ đĩa đũa cái thìa đi là các bác chén cơm cho em ngon lành luôn. Đấy, đây sạch mang đi mang lại sạch sẽ ok nhá, rồi về các bác đựng đồ ăn nước các thứ đấy ok luôn. 120.000 nhá, 120.000. Lên mã giúp em sẽ là cái cặp lồng hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được nhá, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được này. 1,6 lít nhá, khá là to luôn đấy, chỉ có 120.000 thôi, bằng inox 304 nên các bác dùng yên tâm rất an toàn sạch sẽ luôn. Đó, 120k 1 lít 6 nhá, có đầy đủ các ngăn để các bác có thể đựng đồ ăn mang đi mang lại tiện dụng ok luôn. 120.000 nhá. Cà mèng hoặc là cặp lồng đều được nhá. 1,6 lít 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng dây thít này, nhiều bác hay gọi là dây thít hoặc là dây rút đều được nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em xem cái dây thít đi. Dây thít hiện tại em nó có hai mã, là một mã dây ngắn nhá. Dây ngắn đây và một mã là mã dây dài nhá. Mã dây dài và em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán đồng giá một cái bịch như này. Đấy, thì 30k nhá, 30k thì các bác cứ lên mã cho em, ví dụ đây là cái thít ngắn này. Đấy, thít ngắn. Giá cũng 30 nhá. Đấy, và cái gói thít dài. Đấy, thít dài đây. Thít dài cũng là 30 luôn. Đấy, cũng là 30.000 luôn các nhá. 30.000 một túi. Thì đây em sẽ quay chi tiết bác này. Cái dòng thít ngắn này thì kích thước của nó sẽ vào là 20 cm nhá. Đấy, 20 cm này, 20 cm. Tức là chiều dài của thít là 20 cm và cái trọng lượng một túi này của nó sẽ là 250g một túi, tương đương với lại là 315 cái nhá. 315 cái dây thít. Đấy. 250g dây thít các nhá. Đấy, thì tương đương vào là 315 cái thì tính ra vào là có 30.000 cho một cái túi thôi mà được tận là 2 lạng rưỡi luôn. Bình thường là các bác cũng ra quán xá người ta bán một lạng là bác ít phải khoảng tầm 50.000 một lạng luôn. Đấy, mà một lạng thì nó được rất ít, như đây các bác mua một cái túi này là 250g luôn và vào 2 lạng rưỡi đấy mà giá nó chỉ có 30.000 thôi. Nói chung là giá nó siêu hạt rẻ luôn, hàng bên em thanh lý giá nó siêu tốt luôn. Đấy, 315 cái các bác về mua gói về các bác xài thoải mái gia đình nhà mình luôn, buộc rồi là thít tất cả các loại vật liệu chất liệu, rồi là các bác sử dụng đa năng trong rất nhiều công việc nhá. Thít ngắn nhá, 30.000. Ngoài ra thì đây có cái mã thít dài. Thít dài thì một túi này cũng là 250g luôn và một túi này được là 152 cái nhá. Và cái kích thước của nó sẽ là 30 cm. Đấy, 30 cm, chiều dài của nó sẽ là 30 cm, một cái dây thít này là dài là 30 nhá. Dài 30. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi thít dài nhá, túi dây thít dài. Thì hiện tại em đang bán một túi thít dài này là 30.000 luôn. Nói chung là cứ đồng giá là 30.000. Thì hai mã chia ra thít ngắn và thít dài, thì các bác cứ lấy mã thít ngắn hay là thít dài thì các bác cứ báo nha, bảo là cho tôi một túi thít ngắn hoặc là cho tôi một túi thít dài. Đấy, thì bên em sẽ biết bên nào là bác nhá. Còn giá thì sẽ được cứ đồng giá là 30.000, thì các bác cứ lấy loại nào thì lấy. Bao tay lao động thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, để dành cho các bác mua về anh em thợ thuyền lao động lao nước các thứ này, rồi các bác sử dụng ở trong
nhà mình cũng ok luôn. Đấy, thì hiện tại anh em sẽ có bán lẻ theo đôi và bán theo lố nhá. Đấy, bán lẻ theo đôi và bán theo lố. Thì hiện tại em đang bán lẻ một đôi bao tay nha. Giá của nó sẽ là đi mà 10.000 một đôi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Đấy, bao tay lao động thì đang bán lẻ một 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 đôi bao tay lao động nha là 10k. Đây, cứ lên mã cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Bao tay lao động này, một đôi là 10k trên một đôi. Còn nếu mà các bác lấy theo lố thì nó giá siêu tốt luôn. Một lố nha này, đấy một lố nguyên bịch nha là 12 đôi nhá. Đấy 12 đôi. 12 đôi mà giá thì các bác biết bao nhiêu không? Báo giá bác nghe giật mình luôn. 70.000 một lố bao tay 12 đôi. Nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy tính ra tính vào đôi thì nó rất là rẻ. 12 đôi nó chỉ có 70.000. Các bác mua lẻ một đôi đã 10.000 rồi, như đây bên em bán các bác 12 đôi mà chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là theo em là các bác nên mua theo lố, nên mua theo lố cả một lố là 12 đôi này luôn. Đấy về dùng các bác dùng dần. Đấy, đeo thì rất là vừa. Dòng này của nó là dòng size free size, dòng co giãn nhá, nên các bác tay to tay nhỏ là các bác đeo hết luôn. Đây, đeo và rất là ôm tay này. Ở đây nó có những cái hạt cao su này, nó đính li ti li ti này, các bác cầm nắm một thứ cho em không lo nó bị trơn trượt nhá. Về các bác sử dụng mà anh em thợ thuyền xài này, đấy, bê kính bê kiếc bê sắt xi này, rồi là các bác sử dụng lao động chân tay cái gì, các bác cần một đôi bao tay bảo vệ này thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nói chung là ngon bổ rẻ chất lượng nhá. Một đôi này là 10.000, lên mã nha, sẽ là bao tay lao động nhá, một đôi là 10.000. Còn các bác lấy theo lố một lố là 12 đôi, giá nó chỉ có 70.000 thôi nhá. Đấy, đây giá đây. Đấy, 12 đôi 70, một đôi là 10.000, bao tay lao động nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng pin 18650 này, để về các bác sử dụng rất nhiều những thiết bị này. Đấy, rồi là đèn pin, đèn bóng này, rồi là các bác mua về sử dụng rất nhiều thiết bị, nó dùng cái pin này luôn. Đấy, nó là cái dòng pin 18650 nhá, cái dòng pin sạc tích điện nhá. Khi mà hết pin thì các bác lắp vào các bác sạc đấy, và khi mà sạc đầy các bác lại lôi ra các bác xài, nó rất là hay. Đấy, nó có thể sạc tích điện như kiểu pin điện thoại ấy. Đó thì đây mã pin của nó sẽ là 18650, dung lượng của nó sẽ là 6.800 mAh và điện áp của nó sẽ là 3.7V nhá, 3.7V. Pin rất ok, pin này pin của hãng luôn nhá, em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán một viên pin 18650 này, giá nó chỉ có 20.000 thôi, giá rất là tốt và dễ mua luôn. 20k nhá, lên mã giúp em sẽ là pin 18650, 20.000 một viên nhá. Để về các bác xài lắp đặt thiết bị này, rồi là anh em sử dụng chế cháo này, rồi các bác lắp vào một số thiết bị, ví dụ đèn pin này, một có thứ là nó rất hay dùng pin này. 20.000 một viên nhá, pin 18650. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp dĩa Đức 10 chiếc này, lên mã em sẽ cái hộp dĩa Đức 10 chiếc nhá, để về các bác sử dụng ăn hoa quả này, nhà có khách có khứa này, rồi các bác sử dụng gia đình ăn hoa quả cũng rất ok. Lên mã cho em sẽ cái hộp dĩa Đức ăn hoa quả, một hộp này là 10 cái dĩa luôn, mà giá thì vô cùng là rẻ bình dân, nó chỉ có 40.000 thôi các bác nhá, chỉ 40.000 thôi. Lên mã cho em sẽ cái hộp dĩa Đức ăn hoa quả nhá, một hộp là 10 cái 40.000. Đấy, giá rất hạt rẻ, chất liệu là inox 34 nhá. Đây một hộp này thì sẽ có là 10 cái nha, đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, 10 cái về các bác thoải mái xài luôn, mua hộp này các bác xài cho em cả gia đình mình luôn. Đấy, đặc biệt là ví dụ như là có khách khứa rồi các bác bình thường ấy, người ta cầm tay thì đôi khi rất là ngại. Đấy, thì ví dụ như là mình có cái dĩa này các bác để lên. Đấy, thì cảm giác là người ta ăn thì người ta cũng sẽ có dĩa này thoải mái tự tin hơn, dễ ăn hơn. Ở đây logo Willing này. Đấy, chất liệu inox 34 nhá. Một hộp là 10 cái, 10 cái dĩa ăn hoa quả này nhá, chiên để các bác ăn hoa quả và cũng nói chung là ăn cũng được khá là nhiều món đấy, cái này cũng rất hay. Một hộp này là 10 cái nó chỉ có 40.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã sẽ cái hộp dĩa Đức 10 cái của Willing thôi nhá. Đấy, hình logo hai người của Đức này. Một hộp là 10 cây, giá sẽ là 40k một hộp dĩa Đức 10 cây nha. 12V này, cái này thì em báo giá luôn nha, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt tẩu 12V nhá. Cái này nó sử dụng là nguồn 12V và nó dùng là cái dùng cái nguồn cổng vào là cái cổng đầu tẩu các bác hay dùng xe ô tô ấy, thì giá của nó sẽ là 120.000 một cái quạt này. Đấy, dùng rất là hay, nó là dòng quạt đôi quá. Đấy, quạt hai quạt luôn, quạt hai quạt và có cả công tắc điều chỉnh số siêu các thứ rất ngon này nhá. Sản phẩm này thì mới nguyên hộp như này, rất xịn sò và rất là hay luôn. Đấy, các bác dùng trong những trường hợp ví dụ như là các bác nhà các bác có ô tô đấy, ví dụ như là những cái ô tô đời cũ mà điều hòa nó yếu ấy đấy, hoặc điều hòa nó hỏng ấy, thì các bác muốn sắm cho em một cái con quạt để các bác để cho ô tô, thì con này là một cái lựa chọn hết sức hợp lý luôn. Đấy, đây nó có là bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy, bẻ về đằng sau này, bẻ đằng sau để bẻ về đằng trước này. Đó, rồi là các bác có thể là quay các hướng này. Đấy, các bác quay điều chỉnh các hướng cho em nhé. Đấy, đây quay điều chỉnh các hướng này, rất là linh hoạt và thoải mái các lựa chọn luôn. Đấy, và
cái con này, và khi mà các bác điều chỉnh ấy thì các bác điều chỉnh ở đây nó sẽ có cấp độ này. Đấy, cấp độ 1 này, đấy, số 1 và số 2 nhá. Và các bác đẩy về giữa thì là số 0, tức là tắt đi. Còn nếu các bác muốn mạnh thì bật số 2, còn muốn mạnh vừa thì bật số 1 các em nhá. Đấy, hàng của nó thì sẽ là hàng 2 quạt. Một quạt này thì sẽ có công suất là đi 10W này. Đấy, công suất của nó sẽ là 10W nhá. Thì hai quạt này vào 20W rồi. Rất khỏe luôn và cực kỳ mát nữa nhá. Đấy, cái tầm gió nó ra rất là mát. Tầm gió ra mất rất mát và nó êm quá. Quan trọng là cái động cơ của nó là cái động cơ không chổi than nên là dùng nó rất là bền. Đấy, dùng rất là bền. Đây. Và cái đầu nguồn nó vào đây. Đây là cái đầu nguồn tẩu này. Đấy, cái đầu nguồn tẩu. Thì cái này về bác làm có ô tô là các bác cắm trực tiếp vào cái tẩu ô tô là các bác xài thôi. Còn nếu mà nhà các bác mà không ô tô thì em sẽ có một cái giải pháp để cho các bác không ô tô. Thì thay vì các bác không có ô tô thì mình có thể dùng cho em cái bình ắc quy các bác nhá. Đấy, thì đây, hiện tại em đang có một cái bình ắc quy nha, bình ắc quy xe máy 12V này. Thì khi mà các bác muốn mua thêm cái thiết bị để sử dụng cho cái bình ắc quy thì bên em sẽ bán cho bác cái đầu tẩu cái như này. Thì hiện tại bên em đang bán một cái đầu tẩu cái như này với mức giá là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu tẩu cái để các bác cắm đi chung với lại cái quạt này này. Thì cái đầu tẩu cái này hiện tại bên em đang bán là 40k một cái đầu tẩu cái này. Thì đây em sẽ hướng dẫn các bác xài luôn này. Cái đầu tẩu cái này nó sẽ có là hai cái đầu kẹp như này. Đấy, một đầu kẹp dương và một đầu kẹp âm. Thì các bác kẹp trực tiếp vào bình. Đấy, dương các bác kẹp vào dương nhá. Âm các bác kẹp vào âm xem. Đấy, kẹp vào. Sau đó là ở đây là một cái đầu cổng vào. Đấy, nó như kiểu là cái tẩu trên ô tô ấy, các bác cắm trực tiếp vào đây cho. Cắm vào đây. Đó, cắm vào cái quạt chạy luôn này. Và quạt chạy cực kỳ êm và rất mát luôn nhá. Riêng dòng này các bác không mát không lấy tiền các bác luôn, mát cực kỳ vì nó là dòng quạt đôi mà nó động cơ không chổi than, nó chạy rất khỏe và rất là êm. Đấy, các bác biết những cái động cơ 775 của nó đấy. Đấy, nó quậy cái vòng tua nó rất là khỏe luôn. Đây mặt số 2 này. Đấy, nó phà mát dã man luôn. Đấy. Đấy, thì các bác có thể để trên xe ô tô, hoặc nhà các bác nào không ô tô mà có bình ắc quy ấy nên các bác để không thì nó lãng phí thì các bác mua cho cái này về. Đấy, mình quạt quậy cái thứ này. Rồi là trong trường hợp mà mất điện, mất đóm cái thứ này thì các bác xài cho em cái này cũng ok luôn. Đấy, thì các bác chỉ việc là mua cho mấy quạt này về, còn cắm trực tiếp với cái tẩu ô tô là các bác xài thôi. Nó sử dụng nguồn là nguồn 12V thôi nhá. Còn nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài bình ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái đầu tẩu cái nhà các nhá. Đấy, thì tại một cái đầu tẩu cái này bên em đang bán là 40.000 một cái, thì các bác có thể về kết nối cắm vào đây, sau đó các bác kẹp trực tiếp vào trong cái bình ắc quy như mình đó, bật quạt, thế là quạt chạy có thế thôi. Quạt chạy cứ phà rất mát luôn. Đấy, bình này các bác chạy chắc phải cả vài ngày nó hết luôn. Đấy, cái điện nó ít lắm ạ, vì cái nó là cái động cơ không chổi than, nó êm các bạn, nên là cái công năng sử dụng nó tiêu hao cái điện nó rất là ít, nó không nhiều. Đấy, nhưng mà bù lại thì quạt chạy rất là êm và rất là mát luôn, rất êm mát luôn. Thì giá của nó, một cái bộ sản phẩm, một cái quạt tẩu 12V như này là 120.000 một cái nhá, 120.000 một cái. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để dành cho những cái bác nào mà không dùng trên xe hơi, dùng ở cuộc sống bình thường ở nhà mình thôi, thì mua thêm cho cái đầu tẩu cái này, thì cái đầu tẩu cái là 40.000 thôi nhá. Đó, còn quạt thì là 120.000 một cái. Về cứ kẹp trực tiếp vào cái bình 12V xem là các bác xài thôi, rất ok luôn, dễ dàng sử dụng mà rất là hay, tiện ích thôi nhá. 120k một chiếc quạt tẩu 12V nha. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em về tiếp tục cho các bác cái lô chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác mà những cái bác mua trong năm chắc có biết cái dòng chăn này rồi. Đấy, nó là dòng chăn đũi nhá. Đấy, hữu cơ và nó thành phần chính là từ sơ đậu nành thôi nhá. Đấy, và em báo giá luôn 150.000 một cái nhá. Và kích thước của nó sẽ là 2m nhân với 2m3. Cái này thì các bác đắp nhà đông người, 2-3 người cho em thoải mái luôn, chăn rất to nhá. Và đặc biệt là cái chất liệu nó từ chất liệu đũi các bạn. Đấy, từ chất liệu đũi các bác nghe, từ đũi là các bác biết rồi. Mùa hè ấy, thì các bác nên dùng những chất liệu như đũi nhỉ. Các bác nằm nó rất là mát luôn. Đấy, nằm rất là mát và đặc biệt đấy. Bình thường ấy, ví dụ như là ban ngày thì rất là nóng, như ban đêm thì nhiệt độ nó lại xuống rất là thấp, nên là các bác vẫn cần có một chiếc chăn gọi là vừa mỏng đủ để các bác sử dụng cho em. Thì đây, một chiếc chăn đũi hữu cơ. Đấy, thành phần từ sơ đậu nành nhá. Sơ đậu nành rất là thân thiện an toàn với lại da nhá, da và cũng như là môi trường, và cũng như là cái chất nó rất là mát nhá. Cái chất đũi sò rất là mát này. Đấy, và đây, tem mác đầy đủ luôn. Hàng này của nó là hàng của Hàn Quốc nhá, hàng Hàn Quốc đây này. Tàng mát các thứ ngon lành luôn. Giá nó chỉ có 150.000 thôi. Các bác nghe thấy cái chất đũi các bác biết nó mát nhào, nó mát cực kỳ luôn và nằm rất thích luôn nhá. Và chăn rất to. Chăn của nó là vào 2m x 2m3. Cái này thì cái đợt mùa hè năm ngoái em bán kinh khủng khiếp luôn. Đấy, và bắt đầu nó vào dịp mùa hè rồi thì cái chăn này nó lại rất là hot hit nhá, vì
nằm nó rất là vừa. Đấy, vì bình thường ấy là các bác hay nằm những cái con chăn to ấy. Đấy, những con chăn mà mỏng quá thì có khi các bác lạnh, mà những cái con chăn dày quá thì nóng, thì các bác mua cho một chiếc chăn đũi này về. Đấy, các bác sử dụng nhá, đắp rất là vừa trong cái mùa hè này luôn, dùng cực kỳ thích, đặc biệt là mùa hè nhá. Giá của nó sẽ là đi 150.000, kích thước là 2m x 2m3, rất to luôn. Các bác sử dụng nhà đông người, đắp nhà 2-3 người một giường thoải mái chăm luôn, và nằm rất mát đây. Đấy, rất đẹp luôn. Cái chất đũi này, các bác nhìn cái chất đũi này. Đấy, nó sờ nó mịn mà nó đắp rất là mát, đắp rất là mát, nó không bị bí đâu. Đấy, thông thoáng tốt. Mà dòng này các bác giặt cho em thoải mái luôn nhá, giặt cho em thoải mái luôn. Đấy, chất đũi và thành phần chính là từ sơ đậu nành nhá. Đấy, sơ đậu nành rất là an toàn, với lại thân thiện với con người cũng như là thân thiện với môi trường, và dùng rất là tốt luôn. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150.000 một chiếc. Chăn này chăn của Hàn Quốc nhá, chăn của Hàn Quốc rất xịn sò. Đấy, hàng này thì số lượng hạn là quá nhá, không có nhiều đâu, vì nó bắt đầu đang vào mùa nóng mà, nên là hàng nó lúc nào hầu như cũng cháy hàng luôn. Đấy, bên em về cái lô này chắc được khoảng tầm vài chục chiếc thôi, không có nhiều đâu ạ. Đấy, và nhiều bác hỏi bên em là dòng chăn chiếu này thì có hàng cũ không, thì em can cái bác luôn là hàng bên em là hàng mới 100% nhá các bác nhá, hàng mới 100% nguyên bịch luôn, nên là các bác yên tâm nhé. Nhiều bác cứ bảo là sợ hàng cũ, thì em cam kết bác là nhà em không bán những cái hàng chăn, hàng chiếu, gối các thứ, là không bán hàng cũ đâu bạn, vì sợ lắm, dùng hàng cũ không biết đâu một lần. Đấy, bên em bán cho bác hàng mới nhá, hàng mới chưa ai dùng, nên là các bác dùng yên tâm. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đồng này nhá, 150k một chiếc chăn đũi hữu cơ sơ đồng này nhá, kích thước là 2m x 2m3, đắp vào mùa hè thì rất là mát và rất là phù hợp luôn. Đấy, đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa hè rồi, miền Nam miền Bắc bắt đầu đang đều vào mùa nóng mùa hè rồi, các bác đắp cho em cái dòng này rất là vừa, thích hợp trong mùa hè này. Đấy, chăn đũi hữu cơ sơ động này nhá, 150k một chiếc, kích thước là 2m x 2m3, dùng rất thích luôn. Cái này thì chắc nhiều bác mua những cái đợt lô trước thì cũng có nhiều, một số bác hỏi cái đợt này, nhưng mà bữa trước là chưa về, thì hôm nay về rồi, thì bác nào mà chưa mua được có nhá, thì các bác có thể tranh thủ mà xem ưng thì chốt luôn nhá. Đây nhá, chăn thì khi mà em gửi đến các bác là vẫn còn nguyên trong bịch này, mới keng luôn này, nên là có yên tâm nhá. Đấy, chăn là mới keng luôn. Tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái dòng chảo của Hàn Quốc này. Lên mã em sẽ cái chảo Hàn Quốc nhá. Dòng này thì chảo cực kỳ to luôn. Đường kính của nó là vào là 32cm nhá. Chảo rất to nha các bác nhá. Chảo thiết kế cực kỳ to chắc chắn luôn. Và có chống dính nhá các bác nhá. Có chống dính và có đun nước bếp từ, có đun nước bếp từ luôn, nên là có yên tâm nhá. Bếp từ, bếp ga các thứ là các bác đun hết luôn. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho bác là một chiếc môi gỗ này. Đấy, nhà thiết kế nhà sản xuất rất là cẩn thận, là cho các bác kèm một chiếc môi gỗ này, vì những cái chất liệu chống dính ấy, các bác dùng những cái môi bằng sắt các thứ giờ là các bác xài nó rất hay nhanh bị xước và bong những cái lớp chống dính, nên là nhà sản xuất rất cẩn thận là có đi kèm nó một chiếc cái môi đảo bằng gỗ này, để các bác xào nấu bằng cái môi gỗ này nó rất là an toàn và không lo nó bị xước cái men chống dính nhá. Tại vì các bác hay dùng những cái chìa ấy là hay bị đấy này, hay bị xước ra này. Đấy thì sản phẩm thì sẽ gồm có là một chảo này, đi kèm cho bác là phần tay qua này, thì về các bác lắp vào các nhá. Đấy, về các bác lắp vào đây là các bác xài thôi. Đấy, lắp vào đây là xài. Và đây là cái phần tay qua của nắp vung thôi nhá. Đấy, rồi là có cả môi đi kèm luôn này, rất cẩn thận luôn. Và đây là vung này, vung này của nó sẽ là vung bằng kính trong suốt nhá, khi mà các bác nấu ăn rất là tiện theo dõi luôn. Đấy, bóng láng luôn này các bác. Đấy, và kính là kính cường lực nhá, rất chắc chắn luôn. Đây. Đấy, các bác đậy vào là vừa khít luôn. Đấy, bình thường là các bác hay dùng để dán nhá, thì nếu mà có vung này các bác có thể là xài, các bác nấu nướng được luôn. Chảo này thì sẽ có đường kính vào giúp em là 32cm. Đấy, đường kính tổng thể là 32cm, rất là to luôn. Đấy, những cái dòng chảo 32cm thì các bác sử dụng nhà đông người thì cho em rất ok. Chảo đi cực kỳ dày, rất chắc chắn nhá. Bên trong thì phủ một lớp chống dính này, bên ngoài có phủ chống dính luôn nhá. Đây, bên ngoài có phủ dính luôn, toàn bộ bên trong bên ngoài đều được một phủ lớp chống dính vân đá lên, rất đẹp nhá, nên các bác xào nấu cho em vào đây thoải mái luôn này. Đây, và đế này của nó có thể dùng được bếp từ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, đế là dùng được bếp từ luôn, bếp từ, bếp ga các thứ là các bác xài hết luôn. Cái này, con này nói chung là nó không kén bếp nhá, bất kỳ loại bếp nào cũng dùng hết luôn. Đấy, và giá của nó thì vô cùng là hạt rẻ luôn nhá, hạt rẻ luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc này, chảo Hàn Quốc, đường kính của nó sẽ là 32cm, và em báo giá luôn 140.000 một chiếc chảo Hàn Quốc nha, 140.000 thôi, giá siêu hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Đấy, 140k một cái nhá, giá rất tốt luôn. Vùng viếc này, rồi là môi, rồi là tay quai các thứ đi kèm đầy đủ nhá, thì khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ rời bên ngoài,
Còn nếu mà các bác về nhận xong thì các bác lắp và các bác xài thôi. Riêng cái dòng chảo này thì nói chung là nó không có lỗi lầm gì đâu. Đấy, chủ yếu quan trọng là các bác kiểm tra về cái chất lượng. Đấy, cầm nó có chắc chảo hay không, rồi là vung viết các thứ là nó ok không, đấy, đầy đủ các thứ không. Đấy, còn nói chung là về chất lượng thứ hàng của Hàn Quốc thì người ta kiểm định rất là ok thôi. Đấy, chảo Hàn Quốc nhá. Đường kính 32 cm, giá hiện tại em đang bán là 140.000 một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vòi nước V21 này. Các bác cứ lên mã như em sẽ cái vòi nước đơn hoặc là cái vòi nước V21 đều được nhá. Đấy, một chiếc vòi nước inox 304 rất là xịn luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào cái phần hệ thống nước nhà mình các bác xài nhá. Con này thì inox 304. Đấy, phần khóa đây cực kỳ trơn tru, dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, và lượng nước ra rất là đều. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Gen là gen 21 này. Đấy, gen 21 về các bác sử dụng. Đấy, đây nó có cả một cái phần khớp nối nhanh này. Đấy, đây, tay gạt của nhá, tay gạt là rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Nó rất là êm luôn nhá. Đấy, con này dùng ok lắm, dùng chắc chắn và bền. Riêng những cái dòng inox các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, đây, phần núm này. Em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã cho em sẽ cái vòi nước V21 hoặc là vòi nước đơn đều được. Đấy, vòi đơn V21 nhá. Đấy, V21 này. Em báo giá luôn, giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán xá ra ít thì người ta phải bán cho bác khoảng tầm 70-80.000 một cái. Đấy, bên em gửi bác giá siêu tốt luôn. Đấy, inox 304 mà nó chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, tay cạt rất êm. Về các bác kết nối vào những cái gen 21, những cái vòi nước có sẵn nhà mình ấy. Đấy, các bác thay những cái vòi nhựa đi, chuyển sang dùng những con vòi inox cho em rất là bền luôn. Đấy, sử dụng ok, tay gạt nhẹ nhàng tình cảm nhá. 50k một cái thôi. Vòi đơn V21 nhá các nhá. Vòi đơn V1 50k, inox 304 luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ gia vị này. Các bác lên mã giúp em cho cái lọ đựng gia vị nhá. Đấy, lọ đựng gia vị em bán giá luôn. Một lọ này hiện tại em đang bán giá sẽ là 15k nhá. 15k một cái lọ gia vị nhá. Đấy, 15k lọ, giá rất hạt rẻ bình dân. Mà về các bác dùng đựng gia vị cực kỳ hay luôn. Đấy, cái này em dùng rồi hay lắm. Ở đây. Sản phẩm thì cái phần thân của nó là bằng thủy tinh nhá, nên các bác dùng rất yên tâm rồi. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là phần nắp này và một cái rất là hay. Đấy thì về thì các bác tháo cái này ra. Đấy, sau đó các bác lắp vào đây xem. Lắp vào đây. Đấy, gen xoáy mà. Lắp vào đây, sau đó các bác đổ gia vị vào và các bác lấy cái phần núm lồi nó và một cái thìa này các bác cắm vào. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm chặt vào nhá. Và lúc nào mà các bác lấy gia vị thì các bác bình thường các bác đậy nhầy nhá, còn nếu các bác muốn lấy gia vị các bác mở nắp ra xúc xem cái hất ra, xúc gia vị mì chính mắm muối thứ các bác xúc cái hất ra, thế là xong. Đấy, không cần mình bình thường là các bác cứ hay phải thò tay hoặc thậm chí là khi mà tay ướt các bác thò vào đấy hay bị ướt gia vị, rất là khó dùng mà rất là khó sử dụng nhá. Thì các bác mua trong này về một cái sản phẩm rất thông minh luôn. Đấy, chỉ việc cầm một cái núm này rút ra cái lấy gia vị hất ra cái tra vào. Đấy, khi mà tra xong cái lại đậy kín vào, đó, kín mít ngon lành luôn nhá. Phần trên này nhựa ABS, phần dưới thì là thủy tinh trong suốt rất chắc chắn luôn. 15k một cái lọ thôi nhá, chỉ có 15.000. Lên mã em sẽ cái lọ gia vị nhá, 15k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng cà mèng này. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam này các bác hay gọi cái này là cà mèng hoặc là ở ngoài Bắc hay gọi là cặp lồng nhá. Đấy, cặp lồng thì em báo giá luôn. Cái này sẽ có dung tích là 1,6 lít nhá, là giá sẽ là 120.000 một cái nhá, 120.000 một cái. Đây dung tích 1,6 lít này. Đấy, con này thì các bác mang cơm đi làm này. Đấy, đi đi làm đi hoặc là đi bệnh viện này, đi đi dân văn phòng. Đấy, mang cơm mang nước đi làm. Anh em công trình công trường mang cơm mang nước thì rất ok nhá. Thì đây, bộ sản phẩm của nó sẽ gồm có là một cái cặp lồng chính nhá. Đấy, để các bác đựng cơm canh vào đây này, rất dày rất chắc chắn luôn, dày lắm ạ. Đấy, inox 304 dày dã man luôn, có phần quai sách rất chắc chắn nhá. Đấy, đinh tán này làm rất thiết kế rất chắc chắn, dày luôn. Đấy, có thể là giữ nhiệt các bác giữ nhiệt cho em thoải mái luôn nhá. Và đi kèm thì của nó sẽ có là hai cái khay. Đấy, hai cái khay nha. Đấy, thì các bác có thể lồng vào đây. Đấy, ví dụ khay dưới đây các bác để đồ ăn này hoặc là canh kệ các thứ cơm này, khay bên trên thì các bác đựng những cái đồ ăn ví dụ thịt thà nữa vào đây, ok. Và đi kèm là một cái nắp đậy nha. Đấy, thì các bác xoáy gen vào đây nha, của nó là dạng gen xoáy, các bác xoáy vào cái là nó đậy kín luôn, rất kín nhá. Đấy, các bác xách mang đi mang lại rất ok, rất tiện dụng mà chắc chắn, bằng inox 304 thì các bác dùng nó rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời, mới trang nguyên hộp luôn nhá. Và cái nắp đậy này rất hay này, là khi mà các bác mở ra thì nó sẽ biến thành một cái bát các nhá. Đấy, biến thành một cái bát để các bác thể ăn cơm vào đây được luôn. Đấy, thì ví dụ các bác mang đi, các bác chỉ mang cho em là một cái thìa một đôi đũa thôi, không cần phải mang bát biết gì cả. Đó, thì đây nó đã có sẵn cái nắp này, là coi như các bác dùng thành một cái bát được luôn rồi, rất tiện dụng luôn. Đấy, phần quay sách này, sách mang đi mang lại rất ok. Dung tích là 1,6 lít nhá. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời. Giá của nó thì sẽ là 100
20.000 thôi, 120.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Đấy 1,6 lít nhá. Giá nó sẽ là 120.000 một cái cà mèng hoặc là lên mã nhà em là cái cặp lồng đều được nhá. 120k dung tích 1,6 lít rất ok, chắc chắn, chất lượng lắm, cầm nặng trịch luôn. Đấy. Dày rất inox dày lắm ạ, inox dày. Đấy, vừa có bát này, vừa có khay để các bác đựng đồ ăn các thứ này. Quá tiện dụng luôn. Đấy, đi làm công trình công trường văn phòng rồi ví dụ như là mang cơm cho người ốm người bệnh, mang vào bệnh viện cũng ok luôn nhá, rất tiện dụng. Mang đi bạn ạ, ok. 120k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây, hôm nay bên shop về cho bác một cái lô chảo Hàn Quốc rất là xịn nhá. Đây lô chảo Hàn Quốc này. Lô chảo hàng Hàn Quốc, size này của nó sẽ là size 32cm, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới nguyên hộp, hàng thanh lý siêu thị, rất xịn sò. Đấy, em báo giá luôn 140.000 một cái chảo thôi, chỉ có 140.000, giá siêu hạt rẻ nhá. Đấy mà rất chất lượng, chống dính ngon lành luôn nhá. Đấy chống dính ngon lành đây. Sản phẩm này thì đây sẽ gồm có là vung này, vung kính cường lực trong suốt nhá, để các bác có thể là tiện theo dõi đồ ăn các thứ, ok. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là cái phần quai vung. Đấy, cái phần tay nắm và vung ấy để về các bác lắp vào nhé. Còn đây thì em quay nhanh thôi thì nó nguyên túi này thì về các bác lắp vào, nó có ốc vít đầy đủ hết rồi, về các bác tự lắp này. Phần cán chảo này thì cũng tháo rời ra nhé. Đấy tháo rời luôn đây. Đấy, chữ Hàn Quốc này. Và đi kèm thì sẽ có kèm luôn các bác một cái môi để các bác xào. Đấy, những cái chảo rung dính ấy là các bác xào, và các bác nấu các bác để ý ấy, các bác dùng những cái môi bằng gỗ ấy, những cái đồ bằng gỗ thì nó đỡ xước cái chống dính thì nó sẽ giữ được bền hơn các bạn, giữ được bền hơn. Đấy thì bên nhà xuất rất cẩn thận là sẽ có kèm cho bác một cái môi bằng gỗ này, rất là ok luôn này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc chảo này. Chảo này thì đường kính của nó rất là rộng luôn, 32cm nhá, và rất sâu lòng nhá. Cái này sâu lòng nó phải dựng lên khoảng tầm 10cm, sâu lòng lắm. Các bác xào nấu vào đây cho em rất ok. Đấy, xào nấu rán nước rán giếc cho em mới ok. Bên ngoài bên trong thì đều được tráng một lớp chống dính vân đá nhá. Đấy, tráng một lớp chống dính vân đá này đây bên trong này. Đó bên ngoài này. Đó bên ngoài này. Cái này thì có thể dùng được mọi loại bếp luôn nhá, không kén bếp đâu. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ là các bác chưa được hết cho em luôn. Đấy, bếp từ, bếp ga là dùng hết luôn. Rồi là bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp than dùng hết các bác nhá. Đấy dùng hết luôn. Đây, tráng chống dính ngon lành thì về các bác chỉ việc lắp đặt và các bác xài thôi. Khi mà gửi thì bên em sẽ tháo rời ra đấy để tiện cho việc vận chuyển nhá. Còn đến nơi thì các bác cứ nhận hàng đấy, sau đó các bác kiểm tra và về các bác tự lắp đặt và các bác xài đó. Thì khi lắp đặt và các bác xài thôi, rất là ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha luôn đấy, mới keo nguyên hộp này. Các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, quá ok. Đấy, dùng được cho em tất cả các loại bếp nhá, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều được nhá. Và hàng này của nó là hàng size to, hàng size là 32cm. Nên là khi mà các bác nấu nướng vào đây nó rất là rộng rãi thoải mái nhá các bác nhá. Đấy, nấu nướng đây rất là rộng rãi thoải mái. Và cái hay của sản phẩm này là nó có kèm vung này. Đấy, kèm vung này. Ví dụ như khi mà các bác dán giếc các thứ này thì các bác đậy vung vô không nó bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài này. Hoặc là ví dụ các bác mình muốn dán xong mình muốn nấu luôn một cái nồi canh ở đây chẳng hạn này. Đấy thì nó có vung này, các bác nấu luôn một nồi canh. Đấy có vung viếc đậy vào. Đấy đun nước các thứ nhanh sôi các nhá. Đấy, và ví dụ như mình có hầm hiếc ở đây cũng ok vì nó có cái vung này giữ nhiệt này. Đó ok luôn. Rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng mới nguyên hộp nha. Giá sẽ là 140.000 và size của nó sẽ là size 32cm nhá. Đấy, size 32cm, size to luôn nhá. Size to luôn đấy, không phải size nhỏ đâu. Đó, rất rất nhá. Phụ kiện thì đầy đủ bên trong chảo luôn. Về các bác cứ nhận hàng kiểm tra sau đó về các bác lắp đặt và xài thôi. 140k. Lên mã giúp em sẽ là cái chảo Hàn Quốc 32cm nhá. Đường kính là 32cm. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp băng gô này. Đấy, hộp băng gô hay còn gọi nhiều bác hay gọi là cái hộp băng dán vết thương nhá các bác nhá. Đấy băng dán vết thương. Một hộp này là 100 miếng này. Đấy 100 miếng thì nó sẽ có 4 loại băng gô trên hình các bác đang coi đây, mà hình tròn này, các loại ngắn ngắn này, loại dài này và các loại nhỏ nhỏ này để các bác dính đa năng hầu như là tất cả các loại vết thương. Đấy từ to đến nhỏ ok luôn nhá. 100 miếng hàng rất là xịn luôn. Và cái băng dính này nó không như những cái dòng băng dính thông thường ấy, không như những dòng băng gô thông thường các bác mua ngoài chợ đâu. Đấy là ví dụ mua ngoài quán xá đâu. Cái này của nó là hàng siêu dính luôn, mà ví dụ như là các bác dính xong mà tay chân của bác hoặc những cái chỗ đau, các bác có bị vào nước ấy, không lo nó bị bong đâu nhá, không lo nó bong đâu. Đấy, vì cái này em dùng thực tế rồi, bình thường là các bác hay dùng những cái loại ở cửa hàng cửa hiệu ấy là dính ấy là khi mà gặp nước là rất là dễ bong như con này này. Cực kỳ ok luôn, về các bác cứ dính thử cho em đi. Đấy, cam kết bác luôn, dùng thích lắm. Đó. Mà một hộp này là 100 miếng, nó có 4 loại băng gô khác nhau này luôn. Đấy, 4 loại này để các bác dính đa các vết thương. Đấy, và cũng như là sử dụng cho cả gia đình nhà mình. Đấy, mua một hộp 100 miếng về xài cả gia đình, xài cả năm rồi luôn. Đó.
mà giá thì siêu hạt rẻ. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp băng gâu hoặc là hộp băng dán vết thương đều được nhá. Một hộp này thì hiện tại anh em đang gửi bác là 100 miếng này, với giá nó chỉ có 20k thôi, 20k. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp băng gâu nhá, băng gâu hoặc là băng dán vết thương. Một hộp là 100 miếng là 20k, là nó có đủ loại như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đóng gói trong hộp này. Về là các bác chỉ việc lấy được các bác xài, hoặc là nếu mà không các bác lấy ra các bác để sẵn luôn vào trong tủ cái tủ thuốc nhà mình ấy. Về là cứ đến đâu mình lấy mình xài thôi. Đấy, xem cái mẫu nào nó phù hợp với cái vết thương mình bị. Đấy thì các bác lấy các bác dán vào là xài. Hình tròn này, rồi là cái loại ngắn ngắn tầm trung này, có loại dài hẳn này và một cái loại nhỏ nhỏ này. Đấy, bốn loại nha, là tổng là 100 miếng nha các bác nhá, 20k một hộp. Sản phẩm theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thắt lưng cá sấu vàng này. Lên mã cho em sẽ là cái hộp thắt lưng cá sấu vàng nha. Đây, một hộp của nó nha. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Cái này các bác cũng có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất đẹp luôn. Đây, đó, quá đẹp luôn này. Đây, tại sao gọi là cá sấu hộp vàng thì đây, bên trong hộp của nó là màu vàng thì em gọi luôn sẽ là hộp thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Đấy, thắt lưng cá sấu hộp vàng là một bộ nhài là 130.000 các bạn, chỉ có 130.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường là các bác mua ra quán ra xá giờ mà nó chỉ có nguyên dây không, không có hộp hiếc gì, nó là rơi khoảng tầm 150.000 một sợi rồi. Đây, bên em bán cả hộp cả dây luôn, nó chỉ có 130.000 thôi. Các bác mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, mua về sưu tầm. Đấy, bình thường ví dụ các bác mua thắt lưng về xài là các bác được lời thêm một cái hộp nãy rồi. Đấy, về các bác để đồ đẹp, đấy cũng rất là đẹp luôn. Đó, đây, logo là cốt này, cực kỳ xịn này. Còn đây là thắt lưng nhá, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt rất đẹp. Đấy, mặt mạ vàng cực kỳ đẹp này. Đấy, logo hình cỡ xấu này, có tang mác các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, hàng này hàng thanh lý siêu thị Nhật nhá. Đây này, của nó nếu mà bình thường là trong Nhật người ta đang bán là 1.888 yên này này. Đấy, giá rất cao luôn nhá, giá rất cao luôn đấy. Mặt rất đẹp luôn. Và đây là phần dây nhá, dây của nó vân lên rất ok nhá. Đấy, vân cỡ xấu lên cực kỳ đẹp này. Rồi là cái phần da nó rất là mềm, da mềm dã man luôn. Đấy, và dạng này sẽ là dạng lẫy cài nhá. Đấy, dạng khuy lẫy cài. Đó, dạng khuy lẫy cài. Thì một sợi dây thắt lưng này, cả hộp cả dây thì hiện tại em đang gửi bác giá một cái sợi thắt lưng cá sấu hộp vàng, giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k một cái hộp sợi thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp cả dây luôn nhá. Đấy, cả hộp cả dây gửi các bác luôn. Đó. Vỏ da bên ngoài hộp cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, có phần móc đeo, các bác có thể sách mang đi mang lại, mua về làm quà biếu tặng, sách đi nhìn cũng rất là sang trọng lịch sự luôn nhá. Đó, hộp thắt lưng cá sấu, thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130.000 một chiếc thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp và cả dây luôn, là 130.000, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, các bác cứ ra quán các bác mua thoải mái luôn, hộp không mà cái chất lượng thắt lưng cũng không được ngay luôn, mà giá nó rơi còn tầm 150-200 rồi. Đây, bên em bán gọi là cái giá chiên, giá cái giá gọi là giá siêu tốt luôn rồi, nó chỉ có 130.000 thôi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua nhá. Thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130k một sợi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái mic hát karaoke của Mỹ này. Đó thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái mic hát karaoke của Mỹ nhá. Đấy, mic Mỹ có dây này. Một cái chiếc mic Mỹ này giá của nó sẽ là đi 290.000 nhá, 290.000, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 290.000 một chiếc mic Mỹ có dây nhá. Đấy, con này thì thu cực kỳ tốt luôn, âm thanh trong trẻo nha, nghe hát thu hát rất là hay. Đấy, nói chung là như ca sĩ luôn nhá. Này em bán khá nhiều rồi, các bác khen rất là hay luôn. Đấy, các bác khen hát hát thu tốt, không bị hú này, mà thứ hai là nghe trong nhá, nghe trong. Đây, đấy, cái thanh thu ra nghe rất là trong. Hàng này của Su nhá, đấy, cờ Mỹ này. Đó, em chỉ luôn cái nút on off nhá, nhiều bác về là bảo là không biết cái nút on off ở đâu, thì Mỹ đôi khi là hàng châu Âu đôi khi người ta thiết kế nó hơi dị một chút, thì đây cái nút on off của nó ở sẽ ở đây nhá. Thì các bác xoay cái vòng này, đấy, xoay về cái bên chỉ off thì nó là off, còn các bác chỉ xem cái phần on nó chỉ về nào thì các bác xoay về đấy thì nó sẽ là bật. Đấy, còn off bên này thì là tắt nhá. Đấy, và đây bên trong nội thất này, em xoáy bác con. Đó, đây, rất đẹp luôn, thiết kế cực kỳ chất lượng nhá. Đây, made in USA này. Đấy, các bác thấy dấu made in USA chưa? Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá, đẹp lắm. Đấy, cái này thì các bác có thể vệ sinh, tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn. Đấy, đây là cái phần màng chắn gió chắn bụi thứ này. Đó, rất đẹp luôn, thiết kế một chiếc mic rất đẹp nhá. Đó, và đây đi kèm thì sẽ có là dây của nó dài chắc là dây 5m nhá, dây 5m dây đây, made in USA này. Đó, made in USA nhá, rất xịn luôn. Dây chống gập chống rối nhá, dây chống gập chống rối, các bác nhìn cái phần
đầu khuy nó này. Đấy, thiết kế này các bạn, đẹp dã man luôn. Đấy, trong vắt luôn nha, nhìn rất đẹp luôn. Đấy, nhìn nó từ cái đầu khuy thứ là nó kết nối, nó thấy nó rất là chắc chắn rồi. Thì về các bác kết nối vào đây cho. Đấy, cắm vào đây. Các bác nhìn cắm cho nó đúng chân nhá. Đấy, cắm cho đúng chân. Đựa cắm đúng chân là ok. Đó, các bác cắm kêu tay cá là xong. Đấy, còn cái phần này các bác cắm trực tiếp vào trong âm ly những cái thiết bị nó thu phát âm thanh, các bác cắm vô là xong. Đó, thiết kế rất chắc chắn, các bác nhìn phần mic này. Thiết kế cực kỳ là sắc sảo và đẹp luôn. Đó. Giá thì bên em gửi bác giá một chiếc mic của Mỹ này sẽ là 290.000 nhá. Bao gồm là một thân mic và đi kèm là một sợi dây chống gập chống rối nhá. Mic thì thu rõ tốt, đấy, âm thanh trong trẻo nhá. Và xịn chất lượng, nói chung là em bán khá nhiều rồi, các bác phản hồi về hát hay như ca sĩ luôn các bác mà thấy. Hát rất là hay luôn. Đó. 290k thôi nhá. Mic Mỹ có dây 290k và bao ship cho bác tận nhà luôn. 90.000 một quả nhá. 90k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá. Đấy, bóng tròn có tích điện. Đấy, có tích điện rất là hay. Giá hiện tại bên em là gửi bác là 80.000 một cái quả bóng tròn tích điện này, cực kỳ là hay luôn. Đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hàng của sản phẩm này thì sẽ là mới nguyên hộp. Cái con này rất là hay. Các bác ví dụ như là mất điện mất bóng này, hoặc là các bác hay đi ghe đi thuyền đi rừng đi núi đấy, các bác cần một cái con bóng để tích điện thì các bác mua cho em cái bóng này về nhá, dùng rất là tiện luôn, nó có tích điện sẵn rồi đấy, về thì các bác có thể sạc vào. Công suất của sản phẩm này sẽ là 120W nhá. Đây là cái nút nguồn bấm này, đấy bấm ở đây để sáng này, một nấc này, hai nấc này, sáng vừa này, ba nấc này, sáng nhấp nháy này, có cả nháy cảnh báo SOS như ở công an này, rất là hay nhá. Đấy, rất nhiều chế độ sáng, con này cực kỳ sáng luôn các bạn, sáng lắm. Đây các bạn nhìn này, rất sáng nhá, 120W cơ mà, nên rất là sáng. Có phần móc đeo này, con này thì nó có cả cái tấm pin để sạc năng lượng mặt trời. Nếu mà các bác không sạc bằng điện lưới thì các bác có thể mang ra phơi nắng sạc được bằng năng lượng mặt trời chưa. Đấy, nhưng mà nếu mà sạc bằng năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm nhá, còn nếu mà sạc điện thì các bác sẽ thấy nó vào nhanh hơn, còn sạc năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm. Đấy, thì đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc này, đó, một chân cắm vào đây. Đấy, nó sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn 5V đó các bác nhá, nguồn 5V. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là những cái cổng USB ấy, nguồn 5V đấy các bác cắm vô là các bác sạc được cho cái đèn này rồi. Và đi kèm rất là thông minh nữa là nó thiết kế thêm cho bác luôn là một cái tay điều khiển. Đó, 90.000 nhưng mà rất là chu đáo nhá. Có cả điều khiển từ xa luôn. Đấy, để ví dụ các bác có thể treo lên và mình có thể cầm cái điều khiển này, các bác bấm nhá các bác nhá. Đấy, treo lên và mình dùng cái điều khiển này bấm về, các bác lắp cho em hai cái viên pin con thỏ vào đây này. Đó, lắp cho em hai viên pin vào, sau đó là các bác chỉ việc bấm thôi. Đấy, đây, on này. Đấy, bật này, tắt này, on này. Đấy, và ở đây nó có cả chế độ hẹn giờ này, 3 tiếng này, 5 tiếng này, 8 tiếng này. Đấy, và chế độ auto này, chế độ sáng sáng mạnh, sáng vừa này. Đầy đủ trên cái điều khiển rất rất thông minh luôn. Đấy, 90k mà được chọn bộ như này thì giá nó quá hợp lý luôn. Đấy, một quả bóng này, một cọng dây cáp sạc này, đi kèm là một cái điều khiển từ xa. Đấy, thiết kế rất thông minh, có thể bật tắt từ xa. Off này, on này, off này, on này. Đấy, và hẹn giờ các thứ trên cái điều khiển luôn. Rất ok. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng tròn tích điện nhá. Công suất là 120W nhá. Nếu mà các bác không dùng điều khiển thì mình có thể bấm cái nút ở trên thân của quả bóng được luôn. Đó, rất sáng luôn, sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá. Và rất là tiết kiệm điện luôn. Giá nói hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 90k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá, có kèm cả điều khiển từ xa để các bác sử dụng luôn. Giá hiện tại em đang bán là 90.000 một khóa nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ dao đứt 3 cây này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đứt 3 cây nhá. Và em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang có giá là 130k bộ nhá, 130k một cái bộ dao đứt 3 cây này. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đứt em nhá. Đấy, 3 cây. Đấy, 3 cây hàng của Willing thôi nhá, 130.000 một cái bộ dao đứt 3 cây nha. Đấy, chỉ 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ phải chăng? Đấy, logo Willing này, hình hai thằng người này, đó rất xịn sò. Sản phẩm này thì mới keo nguyên hộp luôn nhá. Đấy, mới keo nguyên hộp luôn. Về các bác để mua về làm quà này, biếu tặng này, mua về sử dụng cho em rất là ok. Đấy, một set của nó 3 dao này. Đấy, dao chặt, dao thái có đủ cả luôn. Về bác nào mà dùng gia đình bộ này rất là hợp lý, rồi là mình sử dụng mang đi làm quà, biếu tặng rất đẹp luôn nhá. Đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, hàng của hãng nó về cái phần đóng gói thứ giờ nó cũng rất là cẩn thận, ngay từ khâu đóng gói rồi đấy cho đến sản phẩm đưa ra thị trường cho người tiêu dùng cũng rất là cẩn thận luôn. Đây, đầu tiên là một cái con dao chuyên lọc thái phi lê này. Đấy, đây logo Willing có dập là trên thân của sản phẩm nhá, phần vân gỗ làm thiết kế rất đẹp này, tay cầm có bo inox này. Đấy, đây tay cầm này,
Đó, rất vừa tay trường trường dao luôn. Các bác dùng để lọc thái phi lê nhá, sắc lắm. Đấy, dòng này thì siêu sắc bén, dòng dao của Đức thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đó, một con chuyên để lọc thái này. Đấy, một cái con bản thái. Đấy, nhưng mà nó là dạng thái bản to nhá, thái bản to. Đấy, nhiều bác rất thích những con thái bản to này. Đấy, ví dụ các bác thái thịt bò thì biết cái thứ các bác xào này chưa. Đấy, nó là dạng thái bản to. Vân gỗ này, logo Willing này. Đấy, thiết kế như kia luôn, nhưng có cái là con này là thái bản to. Đấy, và đi kèm cho các bác luôn một con nữa, đó là một cái cây dao chuyên để chặt quá nhá. Đấy, các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thái được luôn, con này được luôn. Đấy, rất ok. Hàng cũng rất sắc bén nhá, sắc lắm. Đấy, dòng này thì lưỡi siêu sắc luôn. Thích cực kỳ. Đấy, cái này anh em đã dùng một bộ này rồi, dùng ưng lắm các bạn. Đấy thì một bộ ba dao này. Đấy, mới nguyên hộp này có nhá. Một con lọc thái này, một con thái bản to này và một con chặt này, chuyên chặt này các bạn. Đấy là 130.000 một bộ này các nhá. Hàng của nó thì sẽ là mới keng nguyên hộp luôn. Đấy, mới keng nguyên hộp luôn nhá. Hàng logo Willing này. Đấy, Willing, hàng của Đức nhá. Rất xịn sò chất lượng luôn. Mới keng nguyên hộp. Bộ dao Đức 3 cây nhá, bộ dao Đức 3 cây. 130.000 một bộ dao Đức 3 cây này nhá, 130k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ áo mưa của Tú Phong này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam nhưng mà cực kỳ chất lượng luôn. Bộ áo mưa. Đấy, bắt đầu đang vào mùa mưa rồi này. Đấy thì các bác mua cho cái bộ về, các bác sắm bộ về. Đấy, các bác đi làm này, rồi là đi học, đi chơi. Đấy, mình mua cho em một cái bộ này về dùng rất ok. Đấy, 100% thì không thấm nước nhá. Đấy, sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng do người tiêu dùng mình chọn nhá, đạt rất nhiều cúp luôn. Cái đấy, nói chung là cái thương hiệu Tú Phong rất nổi tiếng, chuyên về sản xuất áo mưa nhá, bộ áo mưa. Đấy, hàng này của nó là hàng hai lớp nhá, chống mưa và chống lạnh nhá. Đấy, VIP 1 này, cực kỳ chất lượng luôn, đóng gói rất ok. Sản phẩm này thì nguyên hộp nha. Đấy, một bộ nhá, bao gồm là cả quần và cả áo luôn nhá. Đấy, bao gồm là cả quần và cả áo luôn. Đấy, thì đây, hàng của nó hàng hai lớp nhá, chống nước cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn, dày chắc chắn lắm. Đấy, may khâu cái thứ là đường kim mũi chỉ này. Đấy, may khâu rất cẩn thận đó nhá. Đó thì đây, quần này, quần thì đai của nó sẽ là đai chun nhá, nên là các bác bụng to bụng nhỏ là các bác đeo là hết luôn. Đấy, đai chun này thì nó free size. Đấy, dạng bụng to bụng nhỏ là các bác đeo vừa hết luôn. Đấy, đây là quần đó nhá, đây là quần này. Đó, quần rất chắc chắn luôn. Và tiếp theo là áo này. Đấy, áo màu xanh rất đặc trưng nhá. Đấy, ví dụ các bác đi trong trời tối mà người đối diện vẫn có thể quan sát được các bác nhá. Đấy, dạng ánh sáng xanh phản quang, có phản quang luôn, nên các bác đi buổi tối cũng rất an toàn. Đó, đây phần khóa kéo này, rồi là phần cài các thứ nhá, rất cẩn thận, làm rất cẩn thận bên trong nhá. Bên trong thì hai lớp luôn. Đấy, một lớp bên ngoài thì là lớp áo mưa chống nước này, bên trong thì giữ ấm quá nhá, giữ ấm, nên là ví dụ các bác đi vào mùa hè mùa đông thì hết luôn. Đấy, mùa hè thì các bác xài chức năng chống mưa, mùa đông thì các bác sử dụng làm áo chống rét quá nhá. Đấy, đi ngoài đường rét mướt nhiều. Đây, ở phần tay nó có bo chun này. Đấy, nó rất là ôm tay luôn. Đó, rồi cả cái phần đây này, cái phần co kéo này thì các bác co nó vào để cho nó vừa với cái ống tay của bác nhá. Đấy, có cả phần chỉnh cỡ tay luôn. Đấy, nói chung là hàng rất là đẹp nhá, giày rất là chắn luôn, cả quần cả áo. Thì đây, khi mà mặc lên các bác nhìn này, người mẫu mặc lên thì rất đẹp luôn. Đấy, cả quần cả áo này nhìn rất ok, kiểu dáng thể thao, trẻ trung năng động. Đấy, gọn gàng. Nói chung là các bác hay đi nhiều ngoài đường nên sắm một bộ này các bác, nên sắm một bộ này. Bình thường này các bác hay mua những cái bộ mà giá rẻ ấy, mà ví dụ như là những cái áo mưa choàng rất là lích kích mà hoạt động rồi là lái xe thứ là nhiều khi rất là mất an toàn. Đấy, chẳng may là áo mưa thứ là nó lòa xòa, nó quấn vào bánh xe thứ, rất nhiều những cái vụ đó rất là nguy hiểm. Đấy, các bác mua trong cái bộ này về gọn gàng, các bác đi xe đạp xe máy rồi là các thứ giờ nó cũng rất là ok, dễ điều khiển xe và nó an toàn nhé. Đấy, an toàn. Nói chung là hàng Tú Phong này thì có yên tâm về chất lượng rồi, giá của nó thì cũng bình dân thôi. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ áo mưa của Tú Phong nhá. Đấy, bộ áo mưa của Tú Phong kiểu dáng thể thao, đẹp chất lượng, hàng VIP 1 nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 220k nhá, 220k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là một bộ áo mưa nha. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ áo mưa Tú Phong 220.000 một bộ áo mưa nha, bao ship tận nhà luôn. Đấy, cả quần và cả áo nữa, về là các bác chỉ việc xài thôi, rất là ok, đẹp lắm, chắc chắn lắm. Đây, có cả tem của Tú Phong này, nó cực kỳ xịn luôn. Cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng rồi là các bác nhiều bác người thân quảng cáo nhau cũng rất cảm ơn các bác nhá. Đấy, nhiều bác
người thân về mặc sẽ rất là thích quảng cáo cho nhau rồi là mua rồi. Đấy. À cái con này là em quên giới thiệu, nó có cả mũ luôn nhá. Mũ thì nó luồn về sau. Nếu mà các bác không thích thì các bác có thể gạt đằng sau, còn không thì các bác muốn lấy mũ các bác mở cái này ra và các bác lôi cái mũ cho, của nó trong lên là xong. Đấy, có cả mũ Mỹ đầy đủ hết luôn các bác nhá. Và một bộ áo mưa của Thú Phong nhá. 100 à xíu bác là 220k nhá. 220k một bộ bao ship tận nhà, bao gồm là cả quần và cả áo luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây tiếp tục về cái mã hàng đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, bộ điều khiển từ xa này giá thì siêu bình dân là rẻ, 90.000 một cái bộ điều khiển từ xa thôi. Đấy, trước thì các bác mất rất là nhiều tiền, về cả 100.000, đấy rồi là 150.000 mới mua được bộ điều khiển từ xa. Đây là đấy, nó về cái lô này giá siêu hạt rẻ để bác nào cũng có thể dùng luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách điều khiển được là tối đa là 100m nhá. Giá của nó sẽ là đi 90k một cái bộ điều khiển từ xa này, 90.000 bộ nhá. Con này nó sử dụng được điện 220 nên là các bác yên tâm nhá. Một bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái cục nguồn này, đấy về các bác đấu dây vào đây và đi kèm với bác là một cái tay điều khiển nhá. Tay điều khiển này sẽ có là nút on off này. Đấy, nút on là bật lên và nút off là tắt đi, có thế thôi. Đấy, điều khiển nhìn như kiểu là một chiếc chìa khóa xe ô tô luôn, rất là xịn. Đó, đây. Còn đây là cái cục nguồn chính này. Cục nguồn chính thì sẽ có hai bên nhá, AC input tức là vào. Đấy thì các bác nhìn cho em giúp cho em số này, 1 2 thì các bác sẽ đấu giúp em sẽ là nguồn vào. Vào thì các bác vào trực tiếp giúp em là điện 220 nhá, và 3 4 sẽ là ra. Ra thì các bác ví dụ như các bác muốn điều khiển những thiết bị gì thì các bác đấu ra, ví dụ như là bóng điện này, rồi là cái gì nhỉ, bóng điện này, rồi là những cái thiết bị điện sử dụng, ví dụ như là nồi cơm này, rồi là máy bơm này, các thứ này rất ok. Đây, và đi kèm thì sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác xài các bác nhá. Đấy, để về các bác xài. Con này thì cái giải nó hoạt động được là giải điện hoạt động, nó có thể hoạt động được trong giải điện từ 12 đến 72V luôn. Đấy, và AC là 220, tức là điện 12 nó cũng có thể hoạt động luôn nhá. Đấy, và cái công suất, nhiều bác hỏi công suất của em, cái công suất của con này thì công suất của nó rơi vào khoảng tầm là đi 30A nhá các bác nhá, 30A, nên là như máy bơm khoảng tầm 3-4 ngựa là xài thoải mái luôn, xài thoải mái luôn. Đấy, chỉ việc là các bác đấu nguồn và các bác đứng từ xa bấm cho em cái điều khiển này là tự động là các bác muốn bật lên các bác bấm on, tắt đi bấm off, thế xong mình không cần phải chạy ra bật công tắc, thứ rất là mất thời gian nhá. Đấy, bác mua cho em cái này về các bác bấm nhá, rất là ok. À, cái bộ này về các bác điều khiển nhá. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách là 100m nhá, điều khiển được khoảng cách xa nhất là 100m nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 một bộ thôi. Đấy, tiếp tục hàng lại về. Bữa trước thì đang bán hết hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về, cái mã này rất là hot luôn, cứ về đến đâu hết đấy các bạn. Nó đắt hàng dã man luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khoảng cách thực tế của bộ điều khiển từ xa này là bao nhiêu mét? Các bác cùng em kiểm tra thực tế nha. Lên nào. Với khoảng cách này là 10 mét này, em bật cho các bác xem này. On này. Đấy, và up. Đấy, vẫn ok. Với khoảng cách này rất là xa rồi. Đấy, bóng đèn nó tít ở đoạn trắng trắng kìa. Thì em bật cho xem này. Đấy, bật này, bóng đèn sáng này. Và gì ạ? Tắt. Đấy, vẫn ok nhá. Với khoảng cách này là 150m rồi. Các bác nhìn nó rất là xa luôn. Em mình ở nút bật này. Đấy, và em mình ở nút tắt này. Đấy, không tắt được nhá. Kinh nghiệm là gì ạ? Các bác nhìn mình phải dơ cao lên. Đấy, thì là mình lại tắt được ngay. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản ạ. Về các bác chỉ việc đấu 2 dây nguồn vào đây này. Và 2 dây này thì mình đấu ra bóng đèn này hoặc là máy bơm. Đấy, đều được ạ. Có vài chục ngàn thôi mà các bác không cần phải chạy đi chạy lại bật tắt thiết bị, nó vất vả đâu ạ. Đấy, rất hay nhá. Đấy, về các bác lắp đặt vào giúp em. Hai nguồn vào có nhá, hai nguồn 1 2 là vào và 3 4 là ra, có thế thôi, rất là dễ dàng lắp đặt. Đây nó có cả ký hiệu này, nhưng có cái là bằng tiếng Anh. Đấy, input là vào nhá và output là ra nhá. Đấy, 1 2 là vào, 3 4 là ra, có thế thôi. Và các bác dùng cái điều khiển, các bác bấm xem. Đấy, khoảng cách điều khiển là 100m nhá, điều khiển rất đẹp luôn. À, bộ điều khiển từ xa khoảng cách 100m nhá, giá chỉ có 90.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ mà dùng rất là hay luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ keo gốc nam châm này. Đấy, lên mã em thấy cái bộ keo gốc nam châm hàng của Kabushi nhá. Hôm nay thì hàng tiếp tục về. Bữa trước thì đang bán thì cũng hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Về chuyên dùng cho các bác làm thợ cơ khí nhá. Con này khi mà các bác sử dụng thì nó có thể keo được góc là 90 độ và keo được một góc là 45 độ nhá. Để các bác hàn những cái vị trí khó các thứ rồi. Các bác nẹp vào những cái thanh kim loại, thanh sắt ấy, nó hút rất là mạnh luôn. Con này hút mạnh lắm. Đây, em sẽ lấy cho bác xem một cái này. Nó là dạng nam châm những kiểu, nó hút kinh lắm. Hút khỏe dã man. Đây, có gì này, hút mấy cái nó dính với nhau. Em xách, chiều này em xách lên mấy cái này nó còn đang dính với nhau đây này. Các bác nhìn nó hút nó dính với nhau luôn. Đấy, rất là chặt luôn, hút nó dính chặt lắm nhá. Đây, nó dính chặt lắm. Đấy, đó đây không? Đây này. Đó, về các bác dùng để keo góc thôi nhá. Đấy, đây,
dính rất là chặt luôn. Đó, keo góc nam châm, mình keo góc ví dụ keo góc 45 độ này. Đấy, 45 độ, keo góc là góc vuông 90 độ này. Đây, 90 độ, 45 độ này, rất ok nhá. Lực hít cực kỳ khỏe luôn. Đấy, lực hít rất khỏe nha đây. Con nam châm nó đây nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái keo góc nam châm. Anh em đang gửi bán một cái keo góc nam châm này về cho anh em thợ hàn, thợ cơ khí làm nghề làm ngủ các thứ rồi, sử dụng gia đình cũng ok luôn. 90k một cái nhá, 90k một cái keo góc nam châm nhá. Lên mã em sẽ là cái keo góc nam châm. Đấy, keo góc nam châm một cái là 90.000 nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế về sản phẩm đây. Đây anh thợ hàn anh sử dụng này. Đấy, ví dụ như là các bác kia những cái con góc vuông này. Đấy, góc vuông 90 độ thôi nhá. Đấy, 90 độ. Đấy, hoặc là góc 45 độ là các bác dùng là các bác kia này. Đỡ mất thời gian mà các bác làm nó rất là nhanh. Các bác nhá. Đấy, làm rất là nhanh, làm nó có công cụ đồ nghề nó hỗ trợ này, các bác làm nó nhanh lắm. Làm nó dễ làm, dễ làm. Đây, các bác thấy không? Rất là hay nhá. Đấy, kia những cái góc vuông, góc 45 độ giờ quá là ok luôn. Đỡ phải căn kia nhiều, dùng cái con này các bác kia xem. Đấy, vừa nhanh hàn nó chuẩn nó chính xác nhá. Đấy mà nó thuận tiện trong cái công việc mình làm. Đấy giúp đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian mình làm công việc nhá. Rồi, lên mã cho em xem cái keo góc nam châm, hàng vừa về xong nhá. Rất nhiều bác hỏi cái mã này đang hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. 90k một cái keo góc nam châm nha. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào sốt tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng đây. Input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mA. Đó, khi mà các bác xài, các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi. Thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu các bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB. Các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn 220. Thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhé. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại anh em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em còn các bác có pin rồi thì không cần. Đấy, còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy thì cái con này nó rất là dễ xài. Và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này. Để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình là xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên không nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc, nguyên cái
cái bộ sạc pin 4 viên này, sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về, đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá này rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp nhầy nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho em con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây. Đây tay đang gì đây. Đấy tay đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá.
Đấy, cứ lên mã cho em sẽ là chuột không dây 90k một con. Theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh ở cái đầu vò này xem. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70 ngàn đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50 ngàn thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ rồi là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này, bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt, quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ nào hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ.
Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng là giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. Năm đó là cái lô vít cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn. Chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này, này là thứ nhất là nó tiếp tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều các bạn, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nhà nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nhà, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nhà các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là của hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng các em check trên mạng là cái hãng của tàu này, nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nha. Số lượng có hạn đâu nha, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây, đấy các nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự, ok. 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000. Và mũ này
Bên em cũng đang bán đồng giá luôn bác là 60k luôn. 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp. USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. À, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này. Dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ này cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.